Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2261, anh là người theo phái hành động 2. Lương Bách Ni nói, trình độ hô khẩu hiệu của cán bộ đại lục là nhất lưu khu người Hoa. Kiều Mộng Viện nghe thấy Lương Bách Ni thủy chung đối nghịch với Trương Dương, không khỏi có chút buồn cười. Trương đại quan nhân đương nhiên sẽ không chấp nhặt với vị tiểu thư nhà giàu này, hắn mỉm cười nói, nếu Cảng Phước Long không có bất kỳ giá trị đầu tư nào, tôi nghĩ Lương tiên sinh cũng sẽ không tự mình tới, Lương tiểu thư chắc là chưa hiểu tôi rồi, nếu cô không ngại thì hỏi chồng cô sẽ biết, tôi không chỉ biết hô khẩu hiệu, tôi còn là người chú trọng hành động nữa. Nghĩ lại năm đó Trương đại quan nhân quả thực đã cho An Đạt Văn ăn mấy phát tát. Lương Kỳ Hữu có chút oán trách nhìn con gái một cái, y một lần nữa quay lại chính đề, Trương tiên sinh, tập đoàn Nguyên Hòa đã chính thức rút vốn khỏi từ nơi này chưa? Trương Dương thản nhiên nói, còn có một số thủ tục tương quan chưa làm xong. Lương Kỳ Hữu nói cách khác, hợp tác giữa các anh trong tương lai vẫn tồn tại khả năng chuyển cơ. Trương Dương lắc đầu, không có bất kỳ khả năng nào cả, sự thật đã chứng minh tập đoàn Nguyên Hòa không đủ năng lực gánh vác công trình xây dựng thêm cảng Phước Long. Sóng thần lần này ở trên mặt nào đó đã kiểm nghiệm thành ý của rất nhiều nhà đầu tư. Trương đại quan nhân sở dĩ nói khẳng định như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn và Trình Diễm Đông trong trận sóng thần tối hôm đó đã gặp phải một cuộc vây sát. Trương Dương cho rằng chuyện buổi tối ngày đó có quan hệ trực tiếp với tập đoàn Nguyên Hòa. Xảy ra chuyện như vậy, hắn quyết không thể dung thứ cho tập đoàn Nguyên Hòa tiếp tục tồn tại ở Tân Hải. Lương Kỳ Hữu mỉm cười nói như vậy thì tôi rất có hy vọng. Trương Dương cũng dùng nụ cười đồng dạng để đáp lại Lương Kỳ Hữu, thương cơ mà Lương Tổng có thể nhìn thấy, người khác cũng có thể thấy được, thật không dám giấu, tập đoàn Tinh Nguyệt đã triển khai đánh giá thực địa rồi. Lương Kỳ Hữu nói, vậy chứng minh ánh mắt của tôi là đúng. Trương Dương nói, theo chúng tôi mà nói thì đương nhiên muốn chọn lựa ra một nhà có thực lực nhất trong đó. Lương Kỳ Hữu nói, Trương tiên sinh quả nhiên thẳng thắn. Lương Kỳ Hữu ở hiện trường Cảng Phước Long khảo sát cả một buổi chiều. Hắn uyển chuyển từ chối tiệc tối chiêu đãi mà Trương Dương an bài, sau khi khảo sát xong thì trực tiếp quay trở về Bắc Cảng. Trên đường về, Lương Bách Ni dùng tiếng Quảng Đông nói với cha, con thực sự không hiểu, một địa phương hẻo lánh như vậy, một cái cảng đơn sơ lạc hậu như vậy thì có giá trị đầu tư. Lương Kỳ Hữu nói, tập đoàn Nguyên Hòa, tập đoàn Tinh Nguyệt tất cả đều là thương nhân thủy vận to nhất châu Á, bọn họ đồng thời chú ý tới nơi này không phải không có nguyên nhân. Sự phát triển của nội địa vượt xa sức tưởng tượng của con, tiến vào những năm 90, cha nhìn thấy nội địa biến chuyển từng ngày, theo Hong Kong trở về, theo thực lực kinh tế của đại lục gia tăng, về sau trung tâm kinh tế châu Á tất nhiên sẽ chuyển rời đến mảnh đất này, sinh ý muốn làm lâu dài, nhất định phải có ánh mắt vượt bậc, phải ra tay trước người khác. Điểm này con còn kém hỏa hậu lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lương Bách Ni nói, con chắc thấy tiềm lực gì cả. Con chỉ toàn thấy lạc hậu thôi. Lương Kỳ Hữu nói, trên phương diện đầu tư thì con phải học tập A Văn nhiều. Nghe thấy cha nhắc tới An Đạt Văn, Lương Bách Ni lộ ra vẻ mất hứng, cô ta nhíu mày, đừng nhắc tới hắn. Lương Kỳ Hữu cười nói, hai vợ chồng nào có thù cách đêm, tới khi nào làm vợ chồng tới già rồi, các con sẽ biến nhân duyên này là ngàn năm tu luyện mới có đấy. Lương Bách Ni cắn môi, nói, hắn căn bản không coi trọng con. Lương Kỳ Hữu nói, nếu một nam nhân cả ngày cứ ở bên cạnh canh chừng con, nam nhân như vậy cũng không có tiền đồ gì cả. Y vỗ mu bàn tay con gái, ngoan, chờ A Văn tới đây rồi, các con tâm sự với nhau. Lông mi dài của Lương Bách Ni hơi nhướn lên, sau đó thì nhanh chóng cụp xuống. Tiễn bước cha con Lương Kỳ Hữu rồi, Trương Dương đề nghị Kiều Mộng Viện cùng nhau ăn cơm nhé. Kiều Mộng Viện nói, em giờ phải đi học yoga. Trương đại quan nhân cười nói, yoga có, thứ đó anh cũng am hiểu lắm, hiện tại huấn luyện bên ngoài toàn là bọn lừa bịp, hay là em mời anh ăn cơm đi rồi anh dạy em yoga. Kiều Mộng Viện nói, không có hứng thú. Trương đại quan nhân nói, chủ nhiệm Kiều, em dù sao cũng phải nể mặt bí thư Trương một chút chứ. Kiều Mộng Viện nói, được rồi, anh dẫn em đi ăn đại đao lương bì đi. Trương đại quan nhân vừa nghe vậy liền ủ rũ, cái đó, chúng ta có thể mang về ăn không? Kiều Mộng Viện cuối cùng vẫn nghe theo Trương Dương, gọi mang theo một phần lương bì, Trương đại quan nhân thuận tiện mua chút dâu trộn, cùng Kiều Mộng Viện tới chỗ ở của cô ta, Hoa Viên Đông Thăng Đường Hải Đường Loan. Tên của khu nhà tuy rằng không hay lắm, nhưng phòng Kiều Mộng Viện lại là phòng sea view thực sự, nằm ở tầng 11, 120m², có 3 cái ban công. Ngay cả Trương Dương cũng không biết Kiều Mộng Viện mua căn hộ này từ lúc nào,
vào trong phòng thì không khỏi chậc chậc khen, Mộng Viện, giấu kỹ quá đấy, có phòng đẹp như vậy là không nói với anh. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, em cũng phải có chút không gian cá nhân chứ. Trương Dương đi ra ban công, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối, đứng trên ban công, cảnh sắc của Vịnh Hải Đường lọt hết vào tầm mắt. Trương Dương nói, căn nhà này không tốt, vị trí rất tốt, so với hoa viên Hải Dương còn đẹp hơn. Kiều Mộng Viện nói, sau khi sóng thần phát sinh vài ngày, rất nhiều người bán nhà ở ven biển, em vừa hay bắt gặp, tới đây xem hoàn cảnh thì thấy rất thích, vì thế bỏ tiền ra mua, lúc ấy anh đang bận việc ở Kinh Thành, cho nên chưa kịp nói với anh. Cô ta nói xong thì xoay người đi vào bếp. Bàn Kiều Mộng Viện đặt đồ ăn vừa mua lên bàn thì Trương Đại Quan Nhân đi tới, từ phía sau giang tay ôm lấy cô ta. Kiều Mộng Viện mặt đỏ lên, Trương Dương, anh có cảm thấy chúng ta như vậy là không tốt hay không? Trương Đại Quan Nhân nói, sao mà không tốt? Anh và Yên Nhiên đã đăng ký kết hôn rồi, hiện tại hai người là vợ chồng hợp pháp trên, giữa chúng ta. Kiều Mộng Viện cắn cắn môi. Trương Đại Quan Nhân nói, con người anh có phải là đê tiện lắm không? Kiều Mộng Viện lắc đầu, em chỉ là có chút không qua được cửa của mình, luôn cảm thấy chúng ta nếu tiếp tục như vậy thì rất có lỗi với Yên Nhiên. Trương Dương nói, anh cũng cảm thấy không tốt, nhưng anh không khống chế được bản thân, bọn em ai cũng muốn, không muốn bỏ ai cả. Kiều Mộng Viện thở dài, xoay người nhìn hai mắt Trương Dương rồi hai mắt, Trương Dương, trên tình cảm anh thủy chung là một tên khốn nạn, chẳng lẽ anh không rõ, một cái chìa khóa không thể mở được hai ổ khóa ư? Trương Đại Quan Nhân nói, nhưng cái chìa khóa này của anh đã mở cái ổ nào rồi thì cái ổ đó vĩnh viễn là của anh. Hắn tiến sát về phía trước, Kiều Mộng Viện cảm thấy nhiệt lực và sự áp bức mà thằng cha này gây cho mình, mặt đỏ tới tận mang tai, nói, Trương Dương, anh rất bá đạo, nhưng có một số việc anh phải đối mặt. Chúng ta cũng không phải là trẻ con. À, cô ta cảm thấy mình bị Trương Dương đột nhiên ôm lấy, tựa như rơi vào đám mây. Kiều Mộng Viện không cách nào hình dung cảm giác Trương Dương mang tới cho mình, cô ta chỉ biết là, giờ khắc này cô ta rất hạnh phúc và thỏa mãn, thân thể mềm mại quấn chặt người Trương Dương, đắm chìm trong sự sung sướng cực độ mà Trương Dương mang tới, nội tâm của cô ta vẫn nhấp nhô kịch liệt như thủy triều. Trương Đại Quan Nhân vỗ về chơi đùa mái tóc của cô ta, dùng phương thức này để giúp cô ta bình phục. Kiều Mộng Viện kề sát trán Trương Dương, nói khẽ em hận anh. Trương Đại Quan Nhân nói, anh yêu em. Kiều Mộng Viện nói, là anh đã biến em thành thế này, không thoát khỏi anh nổi. Trương Dương cười nói, vì sao phải thoát, ở cùng anh rất tốt, có thịt ăn. Trương Đại Quan Nhân ra sức ưỡn người. Kiều Mộng Viện a một tiếng, lại bị hắn ép xuống dưới. Kiều Mộng Viện nhìn lương bì đã co lại thành một đống. Nhìn Trương Dương nói, đáng chết chế đi được, đồ này sao mà ăn được nữa. Trương Đại Quan Nhân cười nói, em vẫn chưa ăn no à. Kiều Mộng Viện nói, đều là tại anh cả, cơm chiều cũng chưa ăn. Trương Đại Quan Nhân vẫn cười. Kiều Mộng Viện hờn dỗi nhéo mũi hắn một cái, đúng là đồ không biết xấu hổ, em đi nấu cơm, chỉ có nước ăn mì gói thôi. Trương Đại Quan Nhân nói, không sao cả, ở bên em, có tình uống nước cũng no. Tuy rằng nói có tỉnh uống nước cũng no, nhưng con người ta dù sao cũng phải ăn cơm, huống chi bọn họ vừa rồi đã tiêu hao không ít năng lượng. Kiều Mộng Viện tự tay nấu mì trứng cho Trương Dương, hai người ngồi cùng một chỗ, mặt đối mặt mà ăn, nhìn nụ cười trên mặt đối phương, tràn đầy hạnh phúc. Gió đầu thu đã mát, ánh trăng rất đẹp, chiếu rọi cảnh vật dưới màn đêm, có thể thấy được bờ cát ở xa xa được phủ kín bởi ánh trăng, có một loại mộng ảo như làm thời gian đọng lại. Mặt biển bình tĩnh hiếm có, gió nhẹ thổi bay, lóe ra những mẩu bạc vụn trên mặt biển. Kiều Mộng Viện nằm trong lòng Trương Dương mang tới cho cô ta cảm giác ấm áp và kiên định mà không ai có thể thay thế được. Tin tức Trương Dương và Sở Yên Nhiên đăng ký kết hôn quả thực khiến cô ta cảm thấy bàng hoàng, cô ta không biết nên đối mặt như thế nào, cũng không biết tương lai giữa mình và Trương Dương sẽ tiếp tục như thế nào, nhưng khi cô ta nhìn thấy Trương Dương, liền minh bạch, mình cứ như vậy thì cả đời này nhất định không thể rời khỏi hắn. Tình cảm của cô ta, sinh mệnh của cô ta sớm đã liên hệ chặt chẽ với Trương Dương, không thể vứt bỏ nổi. Chương 2262, anh là người theo phái hành động 3. Có lẽ cô ta không nên suy nghĩ tới tương lai, suy nghĩ tới ngày mai, cô ta chỉ cần biết, mình giờ phút này rất hạnh phúc, giờ phút này là chân thật, vì hạnh phúc của giờ khắc này, cho dù hy sinh sinh mệnh của mình cũng không hề đáng tiếc. Trương Dương nói khẽ, Mộng Viện, tin anh đi, anh có thể giải quyết tốt. Em chỉ cần cứ thanh thản làm nữ nhân của anh, tất cả phiền não tất cả cứ để anh làm. Kiều Mộng Viện nói khẽ chủ nghĩa đại nam tử,
có một số việc anh không giải quyết được đâu, bất kỳ ai cũng không giải quyết được. Trương Dương ôm chặt thân thể mềm mại của cô ta, nói khẽ, hai ngày trước anh lúc ở Xuân Dương gặp Bằng Phi. Kiều Mộng Viện nói, thế nào? Trương Dương nói, từ trên người hắn anh hiểu được một chuyện, chính trị cũng có nhân tố di truyền. Kiều Mộng Viện nói, có phải hay không nhìn thấy biến hóa trên người hắn, có chút tự thẹn không bằng không? Trương Đại Quan Nhân gật đầu, anh phát hiện anh lăn lộn trong thể chế cũng sắp 6 năm rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được phương hướng chính xác. Kiều Mộng Viện nói, một người cho dù có năng lực đến mấy, lực lượng của hắn chung quy cũng có hạn, muốn dùng sức của một người để thay đổi toàn bộ quy tắc của quan trường thì căn bản là không thể. Cô ta cầm Trương Dương, nói, em nhớ rõ ông nội từng đánh giá về anh. Trương Dương cười nói, ông ta nói anh thế nào? Kiều Mộng Viện nói, ông nói anh nếu sinh ra ở thời chiến tranh thì nhất định sẽ trở thành một đại tướng quân chiến công hiển hách. Trương Dương nói, đáng tiếc hiện tại là thời hòa bình, ý tứ của lão nhân gia là nói anh không thích hợp làm quan. Kiều Mộng Viện nói, ông từng nói, trong quan trường có 3 loại người, một loại người là người làm quan, một loại người là người làm việc, một loại người còn lại là vừa làm quan đồng thời vừa làm việc. Trong đó nhiều nhất chính là loại người thứ nhất, mà ít nhất chính là người có thể làm tốt cả hai. Trương Dương nói, anh chính là loại người thứ hai, người làm việc, anh là phái hành động. Thằng cha này vừa nói tay lại không thành thật đặt lên mông Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện tóm lấy hai tay không an phận của hắn, cho nên anh không thích hợp với quan trường hiện tại. Trong quan trường muốn được hoan nghênh thì phải hiểu quy tắc của quan trường, có một số việc cho dù làm cũng không thể nói, có một số việc cho dù là không làm thì cũng phải làm ra thanh thế. Trương Đại Quan Nhân nói, không phải anh không thích hợp, là anh khinh thường chơi trò này, chơi càng lâu trong cái giới này, sẽ càng phát hiện ra sự dối trá trong đó. Người sống một đời, quan trọng nhất chính là nhẹ nhàng vui vẻ, nhân sinh thoải mái, nếu việc gì cũng bị chế ước, làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt của người khác, như vậy sống còn có gì vui. Kiều Mộng Viện nói, anh không thể chỉ sống vì mình, còn phải chiếu cố tới cảm thụ của người khác, thế giới này cũng không chỉ tồn tại vì riêng anh. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười, thật ra anh căn bản không thuộc thế giới này. Kiều Mộng Viện nói, anh không thể phủ nhận một sự thật, anh muốn cắm rễ ở đây thì tất phải sống ở thế giới này. Công trình xây dựng thêm của Cảng Phước Long có thể nói trọng yếu nhất trong xây dựng tương lai của Bắc Cảng, Thường Lăng không cực kỳ coi trọng việc này. Sau khi nghe được một số suy nghĩ của Lương Kỳ Hữu, hắn đặc biệt gọi Trương Dương tới Bắc Cảng, cầu thông với Trương Dương về chuyện Cảng Phước Long. Trương Dương không hiểu Lương Kỳ Hữu lắm. Hắn chỉ biết tập đoàn đỉnh thiên của Lương Kỳ Hữu tài lực hùng hậu, trong mắt hắn thêm một nhà tham dự cạnh tranh là chuyện tốt, ít nhất có thể tăng thêm lợi thế đàm phán cho Cảng Phước Long. Thường Lăng không nhìn thấy Trương Dương đi vào văn phòng, cười nói, Trương Dương, gần đây công tác vẫn thuận lợi chứ? Trương Dương mỉm cười nói, chuyện này nên là tôi hỏi ngài chứ? Thường Lăng không cười ha ha nói, vẫn tốt, có thể là tôi mới đến, vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu được tình huống của Bắc Cảng. Trương Dương nói, lãnh đạo mới vừa tới, ai cũng lo lắng bị lãnh đạo đốt lửa vào đầu, cho nên tất nhiên sẽ liều mạng biểu hiện. Thường Lăng không ra hiệu Trương Dương cho ngồi xuống đối diện mình, trực tiếp chuyển về chính đề chuyện Cảng Phước Long thế nào rồi. Trương Dương nói, tiến triển không lớn, tập đoàn Nguyên Hòa muốn kiện chúng tôi ra tòa, Nguyên Hòa Hạnh Tử mấy ngày nữa sẽ tới gặp tôi, cô ta là người đứng đầu tập đoàn Nguyên Hòa, cụ thể sẽ phát triển như thế nào thì phải xem thái độ của cô ta. Có điều bất kể bọn họ cuối cùng quyết định như thế nào, tôi vẫn không định tiếp tục hợp tác với bọn họ. Thường Lăng không nói, ồ, tập đoàn Nguyên Hòa trong ngành này cũng được coi là thực lực đứng đầu châu Á, anh rốt cuộc là xuất phát từ suy nghĩ nào mà quyết định vứt bỏ bọn họ. Trương Dương nói, căn cứ vào tình huống trước mắt tôi tìm hiểu được, tập đoàn Nguyên Hòa trong quy hoạch và thiết kế công trình xây dựng thêm Cảng Phước Long tồn tại rất nhiều thiếu sót, hơn nữa trận sóng thần lần này đã chứng minh. Chất lượng công trình của bọn họ không thể qua được kiểm nghiệm của thiên tai. Thường Lăng không nói, thiết kế và chất lượng là hai vấn đề quan trọng nhất, nếu bọn họ không thể bảo đảm, chúng ta cũng không thể nuông chiều nhân nhượng được. Công trình xây dựng thêm Cảng Phước Long đối với Bắc Cảng mà nói là công trình lớn tạo phúc cho muôn đời con cháu, là nghiệp lớn trăm năm của chúng ta, trên phương diện này không thể có một chút sơ sẩy nào, cần phải đã làm là thà thiếu không ẩu. Trương Dương nói, đoàn đội đánh giá chuyên nghiệp của Tinh Nguyệt đang tiến hành đánh giá các mặt của Cảng Phước Long, trước mắt công tác của bọn họ vẫn chưa kết thúc. Thường Lăng không nói, tập đoàn Đỉnh Thiên cũng biểu hiện ra hứng thú rất lớn đối với Cảng Phước Long, đây là phương án bước đầu của bọn họ, anh cầm nghiên cứu chút đi. Trương Dương cầm lấy tập giấy tờ, bí thư Thường, ngài và Lương Kỳ Hữu thân nhau lắm à?
Thường Lăng không nói, quen không ít, rồi, có điều anh đừng bởi vì hắn là bằng hữu của tôi mà chiếu cố đặc thù, nên làm như thế nào thì cứ làm như thế, chuyện của Cảng Phước Long không qua loa được. Trương Dương nói, bí thư Thường yên tâm, tôi khẳng định sẽ làm một cách công bằng, đối với phía nào cũng công bằng, có điều. Thường Lăng không nói, đừng có rông dài, có gì thì cứ nói. Trương Dương nói, ngài rất thân với Lương Kỳ Hữu này à? Thường Lăng không nói, anh không phải vừa hỏi rồi ư? Hắn chỉ vào đầu Trương Dương rồi nói, trong đầu lại nghĩ vẩn vơ rồi, anh yên tâm đi, tôi và Lương Kỳ Hữu chỉ là kết giao bình thường, chúng tôi không có bất kỳ giao dịch ngầm nào cả. Trương Đại Quan Nhân nói, ngài hiểu lầm rồi, tôi cũng không hoài nghi phương diện này có gì mờ ám cả. Thường Lăng không cười ha ha, nói, Lương Kỳ Hữu này rất có năng lực, người khác gọi hắn là Cảng Cửu Thuyền Vương, với trí tuệ và năng lực của hắn, tôi thấy sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thuyền vương của châu Á. Trương Dương nói, ngài biết con rể của hắn là ai không? Thường Lăng không nói, từng nghe nói rồi, Chủ tịch Thế Kỷ An Thái An Đạt Văn, nổi danh là kỳ tài buôn bán. Trương Dương nói, tôi rất rõ về An Gia, phương diện này tôi chắc có quyền lên tiếng, An Gia trước đây là dựa vào hắc đạo để lập nghiệp, đến thế hệ của An Chí Viễn tiên sinh mới tính là thực sự chậu vàng rửa tay, khi tôi ở Giang Thành, bởi vì quan hệ chiêu thương dẫn tư mà có rất nhiều liên hệ với An Gia. Thường Lăng không gật đầu, An Lão cũng là thương nhân ái quốc nổi danh Bình Hải. Trương Dương nói, 5 năm trước An Gia từng xảy ra huyết án, trong trường huyết án đó An Gia tổn thất thảm trọng. Cũng chính là vì chuyện này mà An Đức Huyên tới Đài Loan hơn 10 năm rồi mới trở về Hong Kong, mục đích hắn đi về Hong Kong chính là để báo thù cho An Gia. Thường Lăng không cũng không rõ lắm về đoạn cố sự này của An Gia, An Đức Huyên dính tới hắc đạo à. Trương Dương nói, hắn ở Đài Loan sáng lập Tín Nghĩa xã, trong 20 năm ngắn ngủn đã trở thành một trong tam đại xã đoàn của Đài Loan, trước mắt hắn tuyên bố với bên ngoài là đã chậu vàng rửa tay, rốt cuộc có mấy phần đáng tin thì chịu. Nhưng căn cứ vào tình huống tôi tìm hiểu được thì hắn đang tài trợ tranh cử ở Đài Loan, Hồng Ân Chính đang rất có hy vọng trở thành Tổng thống chính là dưới sự viện trợ của hắn mà triển khai hoạt động tranh cử. Thường Lăng không bất giác nhíu mày. Trương Dương nói, An Đức Huyên là cha của An Đạt Văn, thân gia của Lương Kỳ Hữu, vốn cho dù có tầng quan hệ này thì cũng không có gì, nhưng An Đức Huyên mấy ngày trước vừa mới tiếp nhận toàn bộ sinh ý của Viên Hiếu Thương, mà ngay sau đó Lương Kỳ Hữu liền tới trao đổi về chuyện của Cảng Phước Long. Tôi luôn cảm thấy hai sự kiện này không bình thường, bọn họ là thân gia, chắc cũng hiểu tình huống của nhau chứ. Đồng thời lựa chọn Bắc Cảng làm điểm đầu tư, trong đây rốt cuộc là thành lập trên suy tính gì? Thường Lăng không nói, ai quy định thân gia thì nhất định không thể làm ăn cùng một chỗ. Trương Dương nói, tuy là nói vậy, song trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, đầu tư là chuyện tốt, nhưng phải làm rõ lai lịch của tiền, khi tôi ở Giang Thành, An Gia đầu tư vào núi Thanh Đài. Bởi vì có người tố cáo An Gia lợi dụng đầu tư để rửa tiền, chuyện này lúc ấy khiến Phó Thị trưởng Thường vụ Giang Thành thời đó là Lý Trường Vũ, và cả Bí thư Huyện ủy Xuân Dương Tần Thanh đều bị song quy điều tra. Chương 2263, tồn tại chính là nguy hiểm 1. Thường Lăng không biết Trương Dương tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân, năm đó Lý Trường Vũ và Tần Thanh bởi vì bị tình nghi dính líu đến chuyện tiền đen mà rất khổ sở, cuối cùng nhờ An Gia bỏ vốn chứng minh mới có thể giải vây. Thường Lăng không nói khẽ, anh hoài nghi An Đức Huyên và Lương Kỳ Hữu bọn họ trước sau đến Bắc Cảng đầu tư có liên hệ tất nhiên nào đó ư. Trương Dương nói, tôi chỉ là tùy tiện nói như vậy thôi, ngài đừng nghĩ nhiều. Thằng Ôn này cũng đủ xấu, cái gì hắn cũng nói hết rồi, hắn lúc này lại khuyên người ta đừng nghĩ nhiều. Thường Lăng không nói, Trương Dương, chuyện của Cảng Phước Long nhất thiết phải cực kỳ cẩn thận, cái này quan hệ tới phát triển tương lai của Bắc Cảng chúng ta. Thật ra những lời này hắn không nói Trương Dương cũng biết, bốn chữ cực kỳ cẩn thận này không chỉ là đối với Trương Dương, càng như là nhắc nhở đối với chính hắn. Thường Lăng không minh bạch, Bắc Cảng hiện tại thoạt nhìn thì gió êm sóng lặng, nhưng chỉ là hiện tượng ngoài mặt, có lẽ không bao lâu nữa, những cơn sóng ngầm này sẽ một lần nữa bắt đầu nổi lên. Trương Dương nói, Bí thư Thường, tôi nghe nói gần đây có đoàn chiêu thương Bắc Cảng, ngài tự mình dẫn đội à? Thường Lăng không cười nói, chỉ là ý tưởng ban đầu thôi. Vẫn chưa chứng thực đâu, thời gian tôi đến Bắc Cảng chưa được bao lâu, rời khỏi Bắc Cảng đi chiêu thương thì không thực tế, cho dù đi cũng thị trưởng Lưu dẫn đội, sao? Anh có hứng thú à? Có hứng thú cho anh một suất? Trương Dương cười nói, chờ chứng thực đã rồi tính. Thường Lăng không nói, Trương Dương, chúng ta tuy rằng là quan hệ lãnh đạo cấp trên cấp dưới, nhưng ở trong mắt tôi vẫn luôn coi anh như tiểu huynh đệ của tôi. Trương Đại Quan Nhân cợt nhả nói, tôi cũng muốn trèo cao đâu.
lại sợ ngài coi tôi là a dua nịnh hót. Thường Lăng không cười nói, số tiểu tử, con người anh thế nào thì tôi hiểu rõ, đừng có dở trò này với tôi là nói thật, trên công tác chúng ta là hợp tác tốt, ngoài công tác chúng ta còn là hảo huynh đệ, anh có tâm sự gì, cứ nói với tôi này, tôi cũng không giấu gì anh, tôi vừa tới Bắc Cảng, đối với tình huống bên này vẫn chưa quen thuộc, về sau ở trên công tác còn phải dựa vào anh nhiều hơn. Trương Dương nói, bí thư Thường, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ toàn lực ứng phó. Thường Lăng không nói, tôi biết, chuyện của đồng chí Kỳ Vĩ đã mang đến cho anh đả kích rất lớn, tôi đối với cái chết của Kỳ Vĩ cũng rất đau lòng, trong khoảng thời gian này, tôi không hề gióng trống khua chiêng đi điều tra nguyên nhân cái chết của đồng chí Kỳ Vĩ, không phải đại biểu tôi đối với chuyện này không coi trọng. Trương Dương nói, bí thư Thường, tôi minh bạch, trước mặt chuyện trọng yếu nhất là duy trì ổn định, khiến Bắc Cảng mau chóng bước ra khỏi cơn sóng nhỏ, thoát khỏi ám ảnh. Thường Lăng không vỗ vỗ vai Trương Dương. Thằng ôn này tuy rằng luôn lộ ra vẻ bất cần đời, nhưng trong lòng hắn cái gì cũng minh bạch cả. Vừa ly khai thị ủy Bắc Cảng, Trương Dương liền nhận được điện thoại của Tang Bối Bối, lại là cô ta phát hiện Nghiêm Quốc Chiêu, người trước kia từng trước sau gặp mặt Võ Trực Chính Giã, Trương Bích Quân. Trương Dương bảo Tang Bối Bối đừng manh động, hẹn cô ta 20 phút sau, gặp mặt ở quán cà phê Lam Sơn. Tang Bối Bối của có thể nói là thiên biến vạn hóa, lần này khi Trương Dương nhìn thấy cô ta, đã biến thành cô em ra dám nắng. Hai người chọn cá vị trí canh cửa sổ để ngồi, Tang Bối Bối nói, tôi nhìn thấy Nghiêm Quốc Chiêu. Trương Dương nói, có gì ngạc nhiên, Bắc Cảng cũng không phải là cấm khu, ai cũng đều có thể đến. Tang Bối Bối nói, anh đoán Nghiêm Quốc Chiêu hôm nay gặp mặt ai? Trương Dương lắc đầu. Tang Bối Bối nói, Viên Hiếu Thương. Trương Dương cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, Viên Hiếu Thương là thương nhân, mà Nghiêm Quốc Chiêu từng là đặc công quốc an. Hai người bọn họ sao lại có quan hệ với nhau? Chuyện này nghe ra có chút không tầm thường. Trương Dương nói, cô sao lại biết? Tang Bối Bối nói, không phải anh bảo tôi giúp theo dõi Viên Hiếu Thương sao? Hắn gần đây không có hành động dị thường gì, nhưng hôm nay tôi lại phát hiện hắn và Nghiêm Quốc Chiêu gặp mặt, Nghiêm Quốc Chiêu đó. Ấn tượng của Trương Dương đối với Nghiêm Quốc Chiêu giới hạn ở lần trước nhìn thấy hắn trước sau gặp mặt Võ Trực Chính Giã, Trương Bích Quân. Tang Bối Bối nhìn thấy phản ứng của Trương Dương không mãnh liệt như trong dự đoán, không nhịn được ở dưới bàn đá hắn một cước rồi nói, anh nói xem chuyện này có phải có âm mưu hay không. Trương Dương nói, Nghiêm Quốc Chiêu rốt cuộc là đang làm gì. Tang Bối Bối nói, anh nghĩ đi, hắn xuất hiện ở Bắc Cảng rồi gặp mặt Viên Hiếu Thương, có phải có nghĩa là Viên Hiếu Thương có chuyện giấu anh hay không? Nếu hắn và Trương Bích Quân có liên hệ, có phải rất đáng sợ hay không? Trương Dương nói, vấn đề là bọn họ liên lạc với nhau làm gì? Tôi nói này nha đầu, nào có nhiều âm mưu như vậy, cô gần đây có phải mắc chứng vọng tưởng hay không? Trương Dương cũng không cho rằng Viên Hiếu Thương và Trương Bích Quân có thể có liên hệ gì. Tang Bối Bối nói, dù sao thì cũng không ổn, Nghiêm Quốc Chiêu tự dưng tới Bắc Cảng làm gì? Trương Dương nói, có lẽ là vì sinh ý. Tang Bối Bối nói, tôi thấy không giống. Trương Dương nói, cô nghĩ thế nào? Tang Bối Bối nói, tôi muốn anh trực tiếp đi hỏi Viên Hiếu Thương, xem hắn nói gì, xem giữa hắn và Nghiêm Quốc Chiêu rốt cuộc là quan hệ gì. Trương Dương cười khổ nói, tôi phát hiện cô gần đây rất quan tâm tới chuyện của Viên Hiếu Thương a. Tang Bối Bối nói, tôi quan tâm không phải là Viên Hiếu Thương, mà là Nghiêm Quốc Chiêu. Trương Dương biết, người mà cô ta thực sự quan tâm là Trương Bích Quân, Tang Bối Bối vẫn luôn ở muốn lôi Trương Bích Quân ra trước pháp luật, báo thù anh trai. Tang Bối Bối nhìn thấy Trương Dương vẫn không tỏ thái độ, không khỏi có chút nóng vội, lại ở dưới bàn đá Trương Dương một cước nói, có nghe hay không? Trương Dương còn chưa kịp nói thì điện thoại đổ chuông, người gọi điện thoại tới là Kỳ Sơn, Kỳ Sơn đã đến Bắc Cảng, lần này đến Bắc Cảng không chỉ có một mình hắn, còn có Hòa Thượng Tam Bảo và Tuệ Năng Pháp Sư đi cùng hắn, Kỳ Sơn nói, bí thư Trương, có thời gian tiếp đãi lão bằng hữu một chút không? Trương Dương cười nói, Kỳ Sơn, đến lúc nào thế? Kỳ Sơn nói, buổi sáng, vừa mới cùng Tuệ Năng Pháp Sư bọn họ tới Tĩnh Vân Tự, ăn bữa cơm chay, cảm giác cái ruột này của tôi vẫn hoài niệm khói lửa nhân gian lắm a. Trương Dương nói, tôi đang ở Bắc Cảng đây. Kỳ Sơn nói, anh tới khách sạn Vương Miện đi, lát nữa bảo Viên Hiếu Thương làm chủ. Trương Dương ừ một tiếng, gác điện thoại rồi nhìn thoáng qua Tang Bối Bối nói, quả nhiên nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến, tối nay sẽ gặp mặt Viên Hiếu Thương, chuyện cô nói tôi lát nữa sẽ hỏi hắn. Khi Kỳ Sơn gọi cú điện thoại này cho Trương Dương đánh, thì đang ở trong văn phòng Viên Hiếu Thương, buông di động, hắn nhìn Viên Hiếu Thương rồi nói,
vì sao phải báo tháo những sản nghiệp này cho An Đức Huyên, so với như vậy thì chẳng thà tiện nghi cho lão bằng hữu này. Viên Hiếu Thương thở dài nói, chán rồi. Kỳ Sơn nói, danh tiếng của An Đức Huyên ở Đài Loan không được tốt lắm. Viên Hiếu Thương nói, danh tiếng của tôi thì tốt ư. Tôi mặc kệ hắn là ai, quan trọng là hắn nguyện ý tiếp nhận, hơn nữa cho tôi một cái giá tương đối hài lòng. Kỳ Sơn nói, giá hắn đưa ra không hề cao. Viên Hiếu Thương nói, con người ta không thể quá tham được, đạo lý này cơ hồ mỗi người đều biết, nhưng không mấy người có thể thực sự làm được. Hiện tại tôi cuối cùng cũng minh bạch, người ta khi đắc ý thì cũng là lúc nên thu tay, nếu tôi hiểu được đạo lý này sớm một chút, có lẽ. Viên Hiếu Thương nghĩ tới huynh đệ bọn họ còn có thể hạnh phúc đoàn tụ bên nhau. Kỳ Sơn cũng cảm động lây đối với những lời này của Viên Hiếu Thương, hắn nhớ tới em trai mình Kỳ Phong. Nhưng hắn cũng hiểu được có một số việc không phải anh muốn thu tay thì có thể thu tay, giang hồ là con đường không có lối về, nếu đã lựa chọn con đường này, thì anh liền không thể không tiếp tục đi mãi. Hắn nắm chặt quyền đầu mím môi, ho khan một tiếng nói, Hiếu Thương, anh thật sự quyết định triệt triệt để rời khỏi ư. Viên Hiếu Thương gật đầu, người nhà của tôi đều ở Australia, tôi và Tam Ca đã hẹn rồi, chúng tôi cùng nhau đi. Ánh mắt Kỳ Sơn nửa tin nửa ngờ, lấy hắn khá hiểu Viên Hiếu Thương. Viên Hiếu Thương không phải một người dễ dàng từ bỏ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liên tiếp mất hai thân nhân, Viên Hiếu Thương chẳng lẽ thực sự tiếp nhận hiện thực, không vì đòi lại công đạo cho thân nhân của hắn ư. Có điều Kỳ Sơn không hề nói ra những hoài nghi này, hắn nói khẽ thực ra đi rồi, thì vĩnh viễn đừng trở về. Viên Hiếu Thương nói, còn có thể trở về, ít nhất ngày anh và Lâm Tuyết Quyên kết hôn, tôi sẽ trở về uống chén rượu mừng. Nghe thấy tên của Lâm Tuyết Quyên, vẻ mặt Kỳ Sơn lập tức lộ ra có chút mất tự nhiên, hắn lắc đầu nói, giữa chúng tôi không thể có ngày đó. Viên Hiếu Thương nói, tôi thật sự có chút nhìn không thấu anh, Kỳ Sơn à, nếu cô ta đã ly hôn, giữa các anh không có bất kỳ chướng ngại gì, các anh vẫn luôn yêu nhau, vẫn luôn thích đối phương, vì sao không kết hôn? Kỳ Sơn hé môi, nói khẽ tôi không thể mang tới được hạnh phúc cho cô ta. Viên Hiếu Thương nhìn Kỳ Sơn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bối rối. Kỳ Sơn lặp lại, tôi không mang tới được hạnh phúc cho cô ta, trước đây tôi không thể, tôi nghĩ là do tiền tài, nhưng khi tôi có đủ tiền rồi, cho rằng mình có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu vật chất của cô ta, thì tôi mới phát hiện, cô ta không phải cần những thứ này, trước đây tôi có lẽ có thể mang tới, nhưng hiện tại, tôi không thể. Trong ánh mắt Kỳ Sơn tràn ngập vẻ đau khổ và rối rắm. Chương 2264, tồn tại chính là nguy hiểm 2. Viên Hiếu Thương nói, tôi còn tưởng rằng trên thế giới này không có gì anh không làm được. Kỳ Sơn nói, tài phú, tình cảm, tất cả đều thành lập trên cơ sở cảm giác an toàn, bình an mới là phúc, tôi vòng một vòng lớn mới phát hiện, mình đã mất thứ quan trọng nhất này rồi. Viên Hiếu Thương thở dài, chẳng lẽ anh cho rằng mình, cho tới bây giờ vẫn không thể mang tới cho cô ta cảm giác an toàn ư? Kỳ Sơn hỏi ngược lại, Hiếu Thương, anh có cảm giác an toàn không? Viên Hiếu Thương ngây ra một thoáng, hắn không trả lời câu hỏi của Kỳ Sơn. Kỳ Sơn nói, tôi không có. Viên Hiếu Thương nói, thế giới rất lớn, chưa chắc không có địa phương khiến anh cảm thấy an toàn. Kỳ Sơn nói, sợ hãi từ tâm mà sinh, trái tim này đi tới đâu thì sẽ mang theo tình yêu tới đó. Tôi muốn cô ta hạnh phúc, tôi nếu không thể mang tới cho cô ta cảm giác an toàn, như vậy, tôi cũng chỉ có thể lựa chọn rời xa cô ta, chỉ cần cô ta hạnh phúc là tốt rồi. Ít nhất của tôi cũng rất kiên định, có cô ta bên cạnh, tôi càng thêm lo lắng. Viên Hiếu Thương nói, có lẽ anh có thể trừ tận gốc tất cả nguy hiểm. Kỳ Sơn lắc đầu nói, chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu ư, sự tồn tại của chúng ta chính là nguy hiểm. Trương Đại Quan Nhân tới khách sạn Vương Miện đã là 6 giờ rưỡi, vừa tiến vào văn phòng Viên Hiếu Thương hắn liền vội vàng xin lỗi, ngại quá, hôm nay công tác hơi bận, cho nên tới muộn như vậy, khiến hai vị đợi lâu. Kỳ Sơn mỉm cười nói, anh là quan, chúng tôi là dân, người dân trở quan là thiên kinh địa nghĩa. Viên Hiếu Thương gật đầu theo. Trương Dương cười nói, lời này rõ ràng mang theo oán khí, ngoài công tác, mọi người chính là bằng hữu. Thế này đi, tối nay tôi mời cơm, xem như tôi dùng phương thức này để biểu đạt sự xin lỗi. Viên Hiếu Thương nói, chút tiền lương của anh thực sự là không đủ nhét kẽ răng. Kỳ Sơn nói, tôi mời, chỉ cần bí thư Trương nể tình là được. Viên Hiếu Thương nói, các anh đừng quên, đây là ở Vương Miện. Vương Miện thì sao, Vương Miện không phải đã bị anh chuyển nhượng rồi sao? Kỳ Sơn mỉm cười nói. Trương Dương nói, cũng đúng, Hiếu Thương, anh hiện tại đã không phải là ông chủ của Vương Miện nữa rồi.
Viên Hiếu Thương nói, hợp đồng tuy rằng ký, nhưng vẫn chưa chính thức giao nhận, tôi ít nhất còn có thể làm ông chủ đem 2 ngày nữa. Kỳ Sơn nói, đồ ăn của Vương Miện đã sớm ăn chán rồi, đi, tôi dẫn các anh tới cảng ăn. Kỳ Sơn đối với Bắc Cảng vô cùng quen thuộc, hắn ở Bắc Cảng có 2 kho lạnh quy mô không nhỏ, vẫn làm sinh ý hải sản, đối với mỹ thực bản địa của Bắc Cảng thật sự rất quen thuộc. Nơi Kỳ Sơn lựa chọn là văn phòng trong kho lạnh của hắn, trên lầu 2 có một mảng bình đài không nhỏ, trên đường 3 người tới đó, Kỳ Sơn đã sai người chuẩn bị bếp lò và hải sản tươi sống. Đi lên bình đài, Viên Hiếu Thương nhìn hải sản phong phú thì cũng không khỏi có chút líu lưỡi, Kỳ Sơn, lợi hại a, anh bên này chuẩn bị so với trong bếp của Vương Miện còn phong phú hơn. Kỳ Sơn cười nói, dựa núi thì ăn núi, dựa vào kho lạnh tất nhiên không phải lo vấn đề ăn hải sản, tôi đã sớm chuẩn bị xong rồi, trước chuyện đã bảo bọn họ để lại một số đồ ngon. 3 người ngồi xuống cái bàn giữa bình đài, nhân viên công tác kho lạnh bưng lên một chậu hải sản, toàn bộ là nấu nước trong, bên trong tôm cua sò hến đầy đủ mọi thứ. Kỳ Sơn nói, hải sản luộn thoi, chủ nghệ của bọn họ khẳng định không bằng đại chủ của Vương Miện, có điều hải sản ăn được nguyên nước nguyên vị. Trương Dương từ trong thùng lấy ra một chai rượu ngũ lương rồi mở, rượu là làm từ lương thực, không uống là có tội, có hải sản có rượu ngon. Hắn lại chỉ mấy bồn cúc hoa đặt ở bên cạnh, ngày tốt cảnh đẹp trước hoa dưới trăng. Viên Hiếu Thương cười nói, chỉ tiếc 3 thằng đàn ông chúng ta uống rượu thì có chút xiết phong cảnh a. Trương Dương nói, Kỳ Sơn, hay là chúng ta gọi Vũ Y cấp đến. Kỳ Sơn cười nói, Bí Thư Trương, chúng ta tùy tiện ăn bữa cơm thôi, anh còn muốn phóng viên tới đây đưa tin à, có phải có chút rêu rao hay không? Viên Hiếu Thương và Trương Dương liếc mắt nhìn nhau, 2 người đều bật cười. 3 người giơ lên chén rượu. Chạm cốc rồi cùng uống một ly, Trương Dương nói, chén rượu này vừa là đón gió cho Kỳ Sơn, vừa là hiếu tiễn đưa thương, chúc anh sau khi tới Australia thì tất cả thuận lợi. Viên Hiếu Thương buông chén rượu, cầm bình rượu rót đầy cho bọn họ, vốn tôi đi rất kiên quyết, nhưng khi thực sự kết thúc tất cả ở đây, chuẩn bị rời khỏi thì trong lòng lại có chút luyến tiếc. Kỳ Sơn cười nói, có phải cảm thấy mình báo tháo sản nghiệp, trong lòng có chút hối hận hay không? Viên Hiếu Thương nói, quả thực có chút nhân tố của phương diện này. Tôi và An Đức Huyên vừa mới ký xong hợp đồng, hôm nay liền có người tới đây tỏ ý hứng thú đối với những sản nghiệp này của tôi cảm thấy, đáng tiếc tôi đã đáp ứng người khác trước rồi, chỉ có thể cự tuyệt hắn. Trương Đại Quan Nhân trong lòng khẽ động, nói, ai thế? Nếu muốn đầu tư thì giới thiệu hắn đến Tân Hải. Viên Hiếu Thương nói, một vị bằng hữu của đại ca của tôi trước đây, họ Nghiêm. Trương Đại Quan Nhân không tiếp tục truy, bởi vì lo Viên Hiếu Thương có thể hội sinh ra nghi ngờ. Có điều hắn đã từ trong lời nói của Viên Hiếu Thương có được một tin tức quan trọng, thì ra Nghiêm Quốc Chiêu này trước đây quen biết Viên Hiếu Công. Trương Dương hướng Kỳ Sơn nói, vừa rồi ở trong điện thoại anh nói là đi cùng Hòa Thượng Tam Bảo bọn họ tới. Kỳ Sơn gật đầu nói, Tuệ Không Pháp Sư vốn quyết định đến Tĩnh Vân tự giảng Phật, bởi vì chuyện sóng thần mà trì hoãn. Bọn họ lần này tới đây còn có một mục đích, chính là khảo sát hoàn cảnh chung quanh Tĩnh Vân tự, có người bỏ vốn muốn ở núi Ngưu lập một pho tượng Phật. Trương Dương trước đó đã từng nghe nói tới chuyện này, nói khẽ An Đức Huyên à. Kỳ Sơn nói, không sai, An Đức Huyên và Tuệ Không Pháp Sư rất quen thuộc, bọn họ khi ở Đài Loan đã quen nhau rồi, nghe nói An Đức Huyên đã trậu vàng rửa tay, hắn cảm thấy mình trước đây nghiệp chướng nặng nề, cho nên đặc biệt tuyên chỉ lập Phật ở Bắc Cảng, cũng có ý tứ bồi thường tội nghiệp ngày xưa. Viên Hiếu Thương nói, nếu một người làm công đức có thể triệt tiêu được tội nghiệp ngày xưa thì trên đời này không có người xấu. Trương Dương nói, điều tôi cảm thấy hứng thú là tiền của An Đức Huyên đến từ đâu. Kỳ Sơn nói, anh lo hắn sẽ dùng tiền đen. Trương Dương không nói gì, bưng chén rượu trước mặt lên một ngụm uống cạn, nói khẽ, bỏ qua Đài Loan, khăng khăng muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Cảng, vả lại, Bắc Cảng cũng không phải là gia hương của hắn mà. Kỳ Sơn nói, tôi nghe Tuệ Không Pháp Sư nói, vị trí của bức tượng Phật này được chôn ở phía đông nam phần mộ tổ tiên của An gia, An Đức Huyên đặc biệt tìm người xem qua phong thủy rồi. Vị trí chỉ hướng, chính là núi Ngưu, chỗ dựa rừng và biển, vị trí tuyệt hảo. Trương Đại Quan Nhân trước giờ cũng không tin đạo phong thủy, hắn cho rằng An Đức Huyên sẽ không vô duyên vô cớ chọn Bắc Cảng để xây dựng tượng Phật, ở sau lưng chuyện này, có lẽ còn có mục đích khác của hắn. Hắn buông chén rượu rồi nói, Kỳ Sơn, anh còn nhớ chuyện trùng kiến chùa Thu Hà không? Kỳ Sơn làm sao mà không nhớ cho được, lúc trước có một đống gỗ dùng danh nghĩa của em trai hắn quyên cho chùa Thu Hà. Nhưng ở trong đó phát hiện đại lượng cây ma hoàng, chính là chuyện này trực tiếp làm cho em trai hắn tử vong, đồng thời cũng khiến sinh ý của hắn bị đóng băng.
vẻ mặt của Kỳ Sơn không hề bởi vì này đoạn chuyện cũ đủ để chạm tới nỗi đau hắn này mà có bất kỳ biến hóa nào, hắn lạnh lùng nói, đống gỗ đó là người ta muốn hướng vụ oan giá họa lên trên người huynh đệ chúng tôi. Trương Dương nói, trên thương trường ngươi lừa ta gạt, thực sự khiến cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách, để đốn ngã đối thủ, rất nhiều người là không từ thủ đoạn. Viên Hiếu Thương nói, người sống trên thế giới này, phải không ngừng đấu với người khác, trên thương trường cũng vậy, trên quan trường cũng vậy, cho dù anh không tranh với đời, nhưng có người luôn sẽ nhắm vào anh. Kỳ Sơn nói, thật ra người sống càng minh bạch thì càng thống khổ, hồ đồ chút chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Trương Dương cầm chén rượu lên nói, cho nên rất nhiều người lựa chọn chuốc say mình, ở trong nửa mộng nửa tỉnh tìm kiếm trốn tránh hiện thực, nhưng cho dù anh hôm nay say, ngày mai thì sao? Một ngày nào đó anh tỉnh lại rồi, anh sẽ phát hiện đau khổ sẽ trở nên càng sâu sắc hơn. Mỗi người đều sẽ có đau khổ, Tiêu Quốc Thành cũng không ngoại lệ, đứng trên sân thượng của quan để số một Bạch Đảo, nhìn mặt biển phương xa, trong buổi tối sang sủa này, nội tâm Tiêu Quốc Thành lại bị bao phủ một tầng u ám dày đặc. Phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tiêu Mân Hồng xuất hiện bên cạnh hắn, nói khẽ chú, nổi gió rồi, mau vào nghỉ ngơi đi. Tiêu Quốc Thành lắc đầu, nói khẽ chuyện tôi bảo cô đi điều tra thế nào rồi. Tiêu Mân Hồng cắn cắn môi. Tiêu Quốc Thành xoay người, ánh mắt thâm thúy giống như đầm nước ngàn năm nhìn thẳng vào mặt của cô ta, ánh mắt như vậy khiến Tiêu Mân Hồng từ trong đáy lòng cảm thấy hoảng loạn. Cô ta cụp mắt, nói khẽ chuyện của Kiều gia, cháu đã tìm người điều tra một chút. Kiều Mộng Viện gần đây đang bất hòa với Kiều gia, ngoại giới đồn đại, cô ta không phải là con gái thân sinh của Kiều Trấn Lương, mà là Mạnh Truyền Mỹ với người khác sinh ra. Chương 2265, tồn tại chính là nguy hiểm 3. Tiêu Quốc Thành lạnh lùng ngắt lời cô ta, nói chuyện chủ yếu. Tiêu Mân Hồng nói, tin tức này chắc là chú Tiết chế tạo ra. Tiêu Quốc Thành nheo mắt lại, một lần nữa quay người đi, có lấy được đồ tôi muốn hay không? Tiêu Mân Hồng gật đầu nói, cháu đã lấy được mẫu của Kiều Mộng Viện, cũng lấy được mẫu của Kiều Trấn Lương và Kiều Bằng Cử, đã đặc biệt tiến hành đối chiếu cơ cấu rồi. Tiêu Quốc Thành nói, đưa tới thêm một cái. Tiêu Mân Hồng có chút tò mò nhìn chú. Tiêu Quốc Thành nói khẽ chú Tiết của cô. Trong ánh mắt Tiêu Mân Hồng hiện lên một tia bối rối, rất nhanh sự bối rối của cô ta lại biến thành một loại sợ hãi. Cố gắng của Tang Bối Bối cuối cùng không uổng phí, cô ta một đường theo dõi Nghiêm Quốc Chiêu. Phát hiện Nghiêm Quốc Chiêu tới Giao Long Hy Viên ở phía tây Bắc Cảng, dãy biệt thự này là xã khu xa hoa đầu tiên của Bắc Cảng, nhưng người vào đó ở rất ít. Nghiêm Quốc Chiêu đỗ chiếc Infinity màu đen trước biệt thự số 17, trong biệt thự vẫn sáng đèn, Nghiêm Quốc Chiêu đi vào trong biệt thự, trước cửa có người mỉm cười đón chào. Người này rất trẻ tuổi, dáng người không cao, nhưng trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập tự tin. Nghiêm Quốc Chiêu bắt tay hắn, sau đó được mời vào trong biệt TH. Tang Bối Bối ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó. Thông qua kính viễn vọng nhìn đêm quan sát tình cảnh trong biệt thự. Người Nghiêm Quốc Chiêu tới gặp chính là Chủ tịch Thế Kỷ An Thái An Đạt Văn. Tang Bối Bối trước đó chưa bao giờ gặp An Đạt Văn, cho nên không nhận ra vị kỳ tài buôn bán trẻ tuổi này. An Đạt Văn mời Nghiêm Quốc Chiêu vào trong biệt thự. Hắn mỉm cười nói, kết quả hôm nay Nghiêm tiên sinh gặp mặt Viên Hiếu Thương như thế nào. Nghiêm Quốc Chiêu ngồi xuống sofa, tiếp lấy một ly trà An Đạt Văn đưa. Uống ngụm trà rồi nói, tin tức của anh rất linh thông, An tiên sinh. Tôi thủy chung không rõ, vì sao anh muốn tiếp nhận sản nghiệp của huynh đệ Viên gia, chẳng lẽ anh không nhìn thấy Bắc Cảng đang ở vào thời buổi rối loạn. Hiện tại tới làm việc xấu hình như không quá sáng suốt. An Đạt Văn nói, nước đục mới dễ bắt cá, ngài cũng có hứng thú đối với sản nghiệp của Viên Hiếu Thương mà. Chỉ là bị tôi nhanh chân đến trước thôi. Nghiêm Quốc Chiêu lạnh lùng cười nói, tôi chỉ muốn chứng thực chuyện này. An Đạt Văn nói, muốn chứng thực, có một phương pháp đơn giản nhất, ngài có thể trực tiếp hỏi tôi hoặc là cha tôi. Vì sao phải bỏ gần cầu xa, đặc biệt tìm Viên Hiếu Thương để chứng thực, chẳng lẽ anh không tín nhiệm chúng tôi ư? Nghiêm Quốc Chiêu nói, tôi còn tưởng rằng anh không ở Bắc Cảng, tôi không quen cha anh. An Đạt Văn bật cười ha ha, anh rất quen thuộc với Viên Hiếu Công ư. Nghiêm Quốc Chiêu nói, quen được một số năm, rồi cũng được cho là lão bằng hữu. An Đạt Văn thở dài nói, chỉ tiếc hắn chết quá đột nhiên. Nghiêm Quốc Chiêu nói, Bắc Cảng gần đây quả thực đã chết không ít người. An Đạt Văn nói, người đã chết, nợ lại không thể xóa bỏ, Nghiêm tiên sinh còn nhớ chuyện lúc trước đã đáp ứng quá tôi không? Hiện tại Bắc Cảng biến thành cục diện này, lợi ích của tôi ai tới bảo vệ đây? Tôi đầu nhập nhiều tiền như vậy, giờ phải làm sao? Trong lời nói của hắn tràn ngập hương vị trào phúng.
Nghiêm Quốc Chiêu nói, làm người dù sao cũng phải có tính nhẫn nại một chút, nếu thời tiết không tốt, luôn không thể mạo hiểm sóng gió mà rời bến được. Nếu không vừa hay gặp phải sóng to gió lớn, chẳng phải là sẽ mất cả cá và người ư? Lời nói của Nghiêm Quốc Chiêu hình như có ám chỉ. An Đạt Văn mỉm cười nói, đầu tư sẽ có hồi báo, cho dù là làm việc thiện. Cũng là để giành được thanh danh tốt, có người quy hoạch một bức tranh vô cùng bao la hùng vĩ xinh đẹp cho tôi, mà sau khi tôi thực sự tìm hiểu sâu thì lại phát hiện, trong hiện thực không phải như vậy. Nghiêm Quốc Chiêu nói, cho nên, anh cho rằng tôi lừa gạt anh. Trong ánh mắt An Đạt Văn hiện lên một tia lãnh ý, không ai dám lừa gạt tôi. Nghiêm Quốc Chiêu nhìn người trẻ tuổi ngông cuồng này, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng phức tạp, nhưng ở trong lòng hắn lại là khinh thường. An Đạt Văn nói, các anh đã không thể bảo đảm lợi ích của tôi nhất định phải tự mình làm một số việc. Nghiêm Quốc Chiêu nói, trong làm ăn, không đơn giản như vậy. An Đạt Văn nói, ở đâu làm ăn cũng vậy cả, mục đích cuối cùng đều là để kiếm tiền. Nghiêm Quốc Chiêu nói, cấp trên đã chú ý tới Bắc Cảng, vào những lúc như thế này nên náu mình thì tốt hơn. An Đạt Văn nói, cho tôi lời khuyên ư. Không tính là lời khuyên, chỉ là vài câu nói thật lòng thôi. An Đạt Văn nói, trước đây có cố sự đói ăn bánh vẽ, tôi lần đầu tiên nghe thấy cố sự này thì cho rằng người nọ rất ngốc, nhưng hiện tại tôi bỗng nhiên phát hiện, thì ra loại chuyện này thật sự có thể phát sinh trên người tôi. Tôi đầu tư vào cảng Phước Long 500 triệu, chuyện này còn là một tay anh thúc đẩy, tôi muốn các anh cho tôi một câu trả lời. Lúc này trên mặt An Đạt Văn đã không còn nụ cười nào, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Quốc Chiêu. Nghiêm Quốc Chiêu gặp biến không sợ hãi nói, không ai ngờ được rằng sẽ phát sinh trận thiên tai này. An Đạt Văn nói, cái tôi muốn là một lời giải thích, tập đoàn Nguyên Hòa vì sao rút vốn khỏi Tân Hải. Nghiêm Quốc Chiêu nói, tôi đang tìm kiếm đáp án. Lúc này một gã nam tử mặc Âu phục màu đen tới bên cạnh An Đạt Văn, ghé vào tai hắn thấp giọng nói gì đó, An Đạt Văn sắc mặt khẽ biến, hắn chậm rãi buông chén trà xuống rồi nói khẽ, Nghiêm tiên sinh còn có bằng hữu cùng đến à. Nghiêm Quốc Chiêu hơi ngẩn ra, hắn cũng không rõ lời nói của An Đạt Văn là có ý gì, xoay người nhìn về phía sau. Tang Bối Bối một mực ở phía xa giám thị động tĩnh trong phòng khách thì nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Quốc Chiêu nhìn về phía bên này, tuy rằng cô ta biết Nghiêm Quốc Chiêu không thể phát hiện ra mình, nhưng vẫn theo bản năng bỏ kính viễn vọng xuống, cùng lúc đó, cô ta thấy hai hắc y nhân đang chạy tới vị trí của cô ta. Tang Bối Bối thầm kêu không ổn, không biết mình bại lộ hành tung khi nào, cô ta nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, ý đồ thoát khỏi bọn họ trước khi hai người này chạy đến. Nhưng Tang Bối Bối vừa mới đi được vài bước, liền nhìn thấy phía trước có một ninja áo trắng chặn đường của cô ta. Tang Bối Bối khoát tay, một đạo hàn mang bắn về phía đối phương. Không thấy bạch y nhân đó ra tay như thế nào, ánh đao màu xanh đột nhiên hiện lên, phi đao Tang Bối Bối ném ra đã bị đánh bay vào trong bụi cỏ. Sau khi Tang Bối Bối ném phi đao, ngay sau đó liền rút súng, nhưng không đợi cô ta giơ súng lên, đã thấy hàn khí bức người, ánh đao lạnh thấu xương gần ngay trước mắt, mái tóc của cô ta bị đao khí khiến cho bay lên. Đao phong đã cách cổ họng của cô ta không đến nửa tấc, thân đao giống như một hoàng thu thủy chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt của Tang Bối Bối, trong hai mắt của cô ta lộ ra quang mang sợ hãi. Đao phong dừng trước cổ họng của Tang Bối Bối, nếu đối phương dí mũi đao về phía trước thêm một tấc, cô ta chắc chắn phải chết. MU bàn tay Tang Bối Bối hướng phía sau, lặng lẽ nhấn số 8 trên máy điện thoại di động. Hai hắc y nhân nhanh chóng xông lên, mỗi người tóm lấy một cánh tay Tang Bối Bối, khống chế cô ta. Ninja áo trắng nghe thấy động tĩnh dưới chân, hắn nhấc chân lên hung hăng đạp lên di động của Tang Bối Bối vỡ tan. An Đạt Văn nhìn Tang Bối Bối bị trói đưa vào, hắn chậc chậc nói, không ngờ là nữ tặc. Tang Bối Bối giả vờ đáng thương, xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi chỉ là muốn trộm chút đồ đáng ghía, van cầu các anh, trăm ngàn lần đừng báo cảnh sát, đừng để công an bắt tôi. Cô ta tin mình có thể qua được mắt bọn họ. An Đạt Văn mỉm cười nói, trộm đồ ư. Thật sự đơn giản như vậy sao? Khi nói hắn cố ý nhìn Nghiêm Quốc Chiêu, tựa hồ nhận định Nghiêm Quốc Chiêu và nữ tặc này có chút quan hệ. Nghiêm Quốc Chiêu đi tới, vươn tay tóm lấy mái tóc Tang Bối Bối, tay hắn rất lớn cũng rất khỏe, Tang Bối Bối bị hắn tím tóc nên không thể không nghiêng về phía bên phải. Nghiêm Quốc Chiêu nheo mắt lại, vươn tay trái ra nhẹ nhàng túm một cái ở sau tai và gò má của Tang Bối Bối, không ngờ nhấc lên được một rúm da, sau đó Nghiêm Quốc Chiêu chậm rãi tháo toàn bộ lớp ngụy trang của Tang Bối Bối xuống. An Đạt Văn và hai thủ hạ của hắn đều nhìn mà trợn mắt há hốc miệng. Tang Bối Bối trong lòng trầm xuống, thầm kêu xong rồi, Nghiêm Quốc Chiêu là người cũ của Quốc An,
đối với thủ pháp ngụy trang này của cô ta hiển nhiên là rất tinh tường, thân phận của mình chỉ sợ sắp bại lộ rồi. Khi tướng mạo sẵn có của Tang Bối Bối xuất hiện trước mặt bọn họ, Nghiêm Quốc Chiêu nói khẽ, thì ra là cô, Tang Bối Bối. Tang Bối Bối nói, không hiểu anh đang nói gì. Nghiêm Quốc Chiêu lạnh lùng nhìn cô ta nói, cô đang theo dõi tôi. Tang Bối Bối vẫn mạnh miệng, tôi căn bản không biết anh, thôi, không phải là trộm không thành thôi ư, cùng lắm thì các anh cứ báo cảnh sát, để công an tới xử lý lâu. An Đạt Văn lúc này mới tin nữ tặc trước mắt này không phải là người của bên Nghiêm Quốc Chiêu. Tang Bối Bối nói, buông ra, không buông ra là tôi la lên đó. An Đạt Văn đánh mắt ra hiệu, một gã thủ hạ hung hăng đánh một quyền vào bụng Tang Bối Bối, đánh cho Tang Bối Bối thét lớn một tiếng rồi cúi gập người. Một người khác đi lên đánh vào gáy Tang Bối Bối, Tang Bối Bối không chịu nổi hai người luân phiên đả kích, ngã xuống đất ngất lịm. An Đạt Văn nói, cô ta có thể còn có đồng lõa, trước tiên rời khỏi nơi này đã. Hai thủ hạ kéo Tang Bối Bối đã bất tỉnh nhân sự rời khỏi đây. Nghiêm Quốc Chiêu nói với An Đạt Văn, cô ta từng là người của Quốc An, có điều hiện đang ở trong sổ đen. An Đạt Văn nói, cô ta theo dõi anh làm gì? Nghiêm Quốc Chiêu lắc đầu, nói khẽ có thể giao cô ta cho tôi hay không? An Đạt Văn lạnh lùng nói, không thể. Chương 2266, bại lộ 1. Nghiêm Quốc Chiêu nói, để cô ta ở trong tay anh chỉ tổ làm gánh nặng cho anh, đưa cô ta cho tôi có biện pháp điều tra rõ mục đích của cô ta. An Đạt Văn lại lắc đầu. Nghiêm Quốc Chiêu nói, Quốc An vẫn luôn đang tìm cô ta, nếu anh không muốn trở thành mục tiêu của Quốc An. An Đạt Văn nói, chuyện này không liên can tới tôi. Cú điện thoại cuối cùng của Tang Bối Bối là gọi cho Trương Dương, khi Trương đại quan nhân cầm điện thoại thì đã dập máy, gọi lại thì chỉ thấy tiếng tút tút. Trương Dương biết Tang Bối Bối tuy rằng trẻ tuổi, nhưng làm việc vô cùng kín đáo, chắc sẽ không như vậy, chẳng lẽ là đùa ư? Trương Dương nhớ tới tình cảnh ngày đó Tang Bối Bối ở Bạch Đảo trêu cợt mình, bất giác bật cười. Nhưng đợi thêm một lát, không thấy Tang Bối Bối gọi điện thoại lại, Trương Dương lại gọi đi. Điện thoại vẫn ở trong trạng thái không nối được. Lúc này hắn mới ý thức được có thể đã xảy ra chuyện, Trương Dương trước tiên thông chi chuyện này cho Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Chí. Ngũ Đắc Chí đã quen thủ pháp làm việc của Quốc An, sau khi nghe Trương Dương nói xong, hắn nói khẽ, rất có thể là xảy ra chuyện rồi, cô ta hiện tại đang sống ở đâu. Trương Dương hai người tới phòng 1209 tòa nhà thương vụ Lô Sâm, Tang Bối Bối gần đây vẫn luôn ở đây, giám thị nhất cử nhất động của Viên Hiếu Thương. Ngũ Đắc Chí đánh mắt ra hiệu cho Triệu Thiên Tài, Triệu Thiên Tài lấy ra công cụ mở khóa, thoáng cái đã mở được cửa phòng, Ngũ Đắc Chí ra hiệu cho hắn đừng lập tức đẩy cửa phòng, hắn tóm lấy tay nắm cửa, trước tiên mở hé cửa, sau đó thì bật đèn pin chiếu từ trên xuống dưới một lần, phát hiện dây kim loại rất nhỏ treo ngang cửa, Ngũ Đắc Chí từ trong thùng dụng cụ lấy ra cái kéo, cắt đứt dây, trên cửa phòng lập tức vang lên một tiếng rầm, tựa hồ có vật thể bắn vào ván cửa theo đó không ngừng rung rung. Ngũ Đắc Chí nói khẽ, đặt cơ quan. Hắn ghé vào ván cửa dòng tay lắng nghe, lúc này mới yên tâm đẩy cửa phòng, Trương Dương bật đèn, trong phòng thu dọn vô cùng sạch sẽ, xoay người nhìn lại. Nỏ tiễn cắm trên cửa phòng vẫn không ngừng rung rung. Ngũ Đắc Chí nói, nếu người bình thường không được cho phép mà tiến vào. Một mũi tên này cho dù là bắn không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Hắn đi lên phía trước, gỡ mở thiết bị bắn nỏ tiễn Tang Bối Bối đã lắp đặt trước ở đây. Triệu Thiên Tài mở máy tính của Tang Bối Bối, vừa khởi động máy thì hình ảnh liền dừng ở đó, Triệu Thiên Tài nói, đặt mật mã rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Dương, mật mã là gì? Trương đại quan nhân bĩu môi, bộ dạng lực bất tòng tâm, tôi và cô ta vẫn chưa thân nhau tới mức đó. Triệu Thiên Tài gật đầu, bắt đầu phá giải mật mã. Hắn mất không đến 3 phút đã phá được mật mã của Tang Bối Bối, trong khoảng thời gian này, Ngũ Đắc Chí bắt đầu kiểm tra phòng. Tắt toàn bộ cơ quan và máy theo dõi Tang Bối Bối bố trí ở đây. Triệu Thiên Tài thành công tiến vào desktop, Ngũ Đắc Chí đi tới, đặc công có kinh nghiệm, trước khi đi làm nhiệm vụ thường thường sẽ lưu lại một cái đuôi cho mình. Thông qua cái đuôi này, chúng tôi có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được cô ta, cái này là để ngừa phòng vạn nhất. Triệu Thiên Tài tìm được trình tự theo dõi, dưới sự chỉ đạo của Ngũ Đắc Chí tiến vào hệ thống, quả nhiên nhìn thấy một con trỏ nhấp nháy. Ngũ Đắc Chí nói, con trỏ này biểu hiện phương vị hiện tại của cô ta. Triệu Thiên Tài lấy ra bản đồ của thành phố Bắc Cảng, căn cứ vào kinh độ và vĩ độ và kinh độ và vĩ độ của con trỏ, chuẩn xác vẽ ra vị trí. Trương Dương nói, đi, lập tức đi tìm cô ta.
Nửa giờ sau, ba người lái xe tới vị trí Vịnh Con Hào, Trương Dương bảo Triệu Thiên Tài ở bên trong xe phụ trách tiếp ứng, hắn và Ngũ Đắc Chí thì cùng nhau đi đến phương vị trước chuyện đã tra ra. Nơi này là một bãi đá ngầm, cảnh vật chung quanh cơ hồ nhìn thấy hắn, phóng mắt nhìn khắp bãi biển rộng lớn, căn bản không có một bóng người. Ngũ Đắc Chí nhíu mày, hắn cảm thấy có chút không đúng, thấp giọng nói với Trương Dương, chuyện này hình như có chút không đúng, nhất định phải cẩn thận. Trương Đại Quan Nhân cũng có đồng cảm, hắn nhìn chung quanh rồi nói khẽ, nơi này không giống có người. Ngũ Đắc Chí lấy ra máy định vị rồi chỉ về chỗ không xa phía trước, hai người tiếp tục đi về phía trước, theo con trỏ trên máy định vị lóe ra càng lúc càng nhanh, đại biểu bọn họ đã tiếp cận mục tiêu càng lúc càng gần. Dưới chân Ngũ Đắc Chí bỗng nhiên phát ra một tiếng răng rắc, sắc mặt Ngũ Đắc Chí đột nhiên biến đổi, nói khẽ, đừng nhúc nhích. Người Trương Đại Quan Nhân đờ ra đó. Ngũ Đắc Chí hạ giọng nói, tôi có thể dẫm phải mìn rồi, anh từ trong túi công cụ của tôi lấy cái xẻng ra, dọc theo chung quanh chân trái tôi mà đào, sau đó dùng tay phủi sạch cát đá chung quanh mìn. Trương Đại Quan Nhân không dám chậm trễ, dựa theo chỉ điểm của Ngũ Đắc Chí, rất nhanh từ dưới chân hắn rửa sạch ra được một quả mìn màu xanh, Ngũ Đắc Chí nói, đọc số cho tôi. Trương Dương đọc số, Ngũ Đắc Chí, nói không sao, trên mìn tổng cộng có 3 tầng vòng, anh dùng kìm kẹp hai cái vòng bên dưới lại với nhau, chuyện còn lại thì để tôi lo. Trương Đại Quan Nhân kẹp hai vòng lại với nhau, Ngũ Đắc Chí lúc này mới cẩn thận dịch chân trái, hắn cười nói, hiện tại tôi nếu đi thì anh sẽ phiền toái. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi phát hiện cao thủ lợi hại tới mày cũng đừng chọc vào chuyên gia gỡ bom. Ngũ Đắc Chí bật cười, mở túi công cụ. Dùng tốc độ khiến Trương Dương hoa cả mắt hóa giải quả mìn, ra hiệu cho Trương Dương buông tay, lấy mìn ra khỏi mặt đất. Trương Dương nói khẽ, bẫy à. Ngũ Đắc Chí nhìn ra xa xa, nói khẽ chúng ta chắc đã bại lộ rồi. Nghiêm Quốc Chiêu thông qua kính viễn vọng nhìn về phía Vịnh Con Hào, An Đạt Văn đứng bên cạnh hắn, dùng phương thức đồng dạng để nhìn, buông kính viễn vọng, nhìn Nghiêm Quốc Chiêu, hai mắt lộ ra vẻ khâm phục, bọn họ quả nhiên đã tới. Nghiêm Quốc Chiêu, nói Trương Dương. Còn có một gã tên là Ngũ Đắc Chí, chuyên gia gỡ bom hàng đầu trong nước. An Đạt Văn phất phất tay, một gã thủ hạ đưa một khẩu súng ngắn cho hắn. Nghiêm Quốc Chiêu lạnh lùng nhìn hành động của An Đạt Văn, nói khẽ, khoảng cách xa như vậy, lại phải cân nhắc tới các nhân tố như sóng trên biển, sức gió, tôi phải đưa ra kết luận là, anh căn bản không thể bắn trúng bọn họ. An Đạt Văn nhìn qua kính ngắm, khóe môi lộ ra một nụ cười, ngón tay đặt lên cò súng, miệng phát ra một tiếng bùm. Nhưng lại không nhấn cỏ, hắn biết Nghiêm Quốc Chiêu nói đúng. Nghiêm Quốc Chiêu nói, hiện tại anh tin rồi chứ, cô ta bản không có bất kỳ liên quan gì với tôi. An Đạt Văn vẫn quan sát Trương Dương trên bãi biển thông quan kính ngắm, nói khẽ tao vẫn chưa tìm mày mà mày đã chủ động tìm tới tao rồi. Chương 2267, bại lộ 2. Nghiêm Quốc Chiêu nói, có thể suy nghĩ tới giao người cho tôi không? An Đạt Văn buông, ném súng ngắm cho thủ hạ. Hắn mỉm cười lắc đầu, không. Hai hàng lông mày của Nghiêm Quốc Chiêu không khỏi nhíu lại, người thanh niên trước mắt này hiển nhiên không phải dễ đối phó. An Đạt Văn nói, đây là một con bài tốt, tôi không có lý do dễ dàng đưa nó cho anh được. Nghiêm Quốc Chiêu vẫn mỉm cười nói, anh muốn điều kiện gì? An Đạt Văn nói, Nghiêm tiên sinh chắc là người thông minh. Nghiêm Quốc Chiêu, nói chuyện của Cảng Phước Long tôi sẽ mau chóng cho anh một câu trả lời. An Đạt Văn lại cười nói, không vội. Trương Dương và Ngũ Đắc Chí trở lại bên trong xe, Triệu Thiên Tài nhìn thấy hai người quay về thì biết bọn họ lần này là vô công mà về. Sau khi lên xe, Trương Dương nói, lập tức rời khỏi nơi này. Ngũ Đắc Chí ngồi ở ghế sau nhìn quả địa lôi, nhíu mày, người lập cái bẫy này nhất định vô cùng quen thuộc với tình huống nội bộ của tổ chức. Trương Dương nói, Nghiêm Quốc Chiêu. Ngũ Đắc Chí nhìn hắn một cái. Không biết Trương Dương vì sao đột nhiên nói ra cái tên này. Trương Dương nói, Tang Bối Bối phát hiện hắn tới Bắc Cảng để gặp Viên Hiếu Thương. Trước đó cô ta cũng nói cho tôi biết đang theo dõi Nghiêm Quốc Chiêu. Ngũ Đắc Chí gật đầu, từ những lời này của Trương Dương không khó kết luận Tang Bối Bối lần này mất tích 10 có 9 là có liên quan tới Nghiêm Quốc Chiêu. Hắn nói khẽ, Nghiêm Quốc Chiêu từng là một thành viên của Quốc An, từng là đặc công cấp cao trong tổ chức. Kể ra thì hắn còn là sư phụ của tôi, khi tôi gia nhập Quốc An từng công tác dưới sự chỉ đạo của hắn. Trương Dương nói, thế chẳng phải là nói hắn đối với anh rõ như lòng bàn tay ư. Ngũ Đắc Chí nói, cho tới bây giờ tôi vẫn không rõ lúc trước hắn vì sao phải rời khỏi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Tang Bối Bối vì sao muốn tra Nghiêm Quốc Chiêu.
Trương đại quan nhân thở dài, mục đích chân chính của cô ta không phải là điều tra Nghiêm Quốc Chiêu mà là người khác. Ngũ Đắc Chí tuy rằng biết Tang Bối Bối trước đây từng công tác ở Quốc An, nhưng bởi vì tính chất công tác của bọn họ có hạn, giữa bọn họ không hề tìm hiểu sâu về nhau, tình huống hắn biết phần lớn đến từ chính Trương Dương. Trương Dương nói, anh chắc biết Triệu Quân chứ? Ngũ Đắc Chí nói, cũng từng gặp vài lần, có điều chúng tôi không phải cùng một bộ môn, cho nên giao tình không tính là thâm hậu. Trương Dương nói, Triệu Quân đã chết rồi. Ngũ Đắc Chí ngây ra một thoáng. Trương Dương nói, Tang Bối Bối thật ra là em gái của Triệu Quân, cô ta cho rằng cái chết của Triệu Quân có liên quan trực tiếp với Trương Bích Quân, mà Trương Bích Quân và Nghiêm Quốc Chiêu đi lại rất thân mật, cho nên cô ta mới điều tra Nghiêm Quốc Chiêu. Ngũ Đắc Chí nói, nếu như sự mất tích của Tang Bối Bối có liên quan tới Quốc An, như vậy chuyện này chỉ sợ có chút khó giải quyết. Hắn nói xong thì lập tức lại lắc đầu, không đúng, Nghiêm Quốc Chiêu sớm đã rời khỏi tổ chức rồi, hắn sao lại liên hệ với Trương Bích Quân? Trương Dương nói, Trương Bích Quân khẳng định cũng không phải là người tốt, tôi hoài nghi Quốc An gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy đều có liên quan tới nữ nhân này. Ngũ Đắc Chí nói, cô ta rốt cuộc là loại người nào thì tôi không rõ lắm, có điều biết, quyền lực của cô ta rất lớn, nếu như cô ta muốn đối phó ai, người đó sẽ rất phiền toái, mà chúng tôi không khéo đã bại lộ thân phận rồi, tôi thấy. Ngũ Đắc Chí không nói hết, nhưng Trương Dương đã minh bạch ý tứ của hắn, Trương Bích Quân khẳng định sẽ tìm họ gây phiền toái. Trương Dương nói, tôi không sợ cô ta. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như Tang Bối Bối có ba dài hai ngắn gì, cho dù Trương Bích Quân có ba đầu sáu tay thì cũng nhất định phải xử lý cô ta, thù mới hận cũ tin cùng một thể. Ngũ Đắc Chí lộ ra vẻ tâm sự trùng trùng, ba người bọn họ về tới thương vụ Bắc Dương của Tang Bối Bối, Triệu Thiên Tài đi pha trà, Ngũ Đắc Chí thì đặt quả địa lôi lên bàn. Trương Đại Quan Nhân có chút chột dạ nhìn cái quả tròn tròn màu xanh này, thứ này liệu có nổ không đấy? Ngũ Đắc Chí nói, không đâu, sao? Anh không tin tôi à? Trương Đại Quan Nhân cười cười lắc đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ngũ Đắc Chí, phẫu thuật làm không tồi. Ngũ Đắc Chí nói, cũng tạm, ít nhất đi ra ngoài cũng không dọa người như trước đây. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Trương Dương, hắn có chút kỳ quái nói, tôi nghĩ anh đang rất lo lắng cho Tang Bối Bối, sao không ngờ còn cười được. Triệu Thiên Tài đưa cho bọn họ mỗi người một ly trà, cũng nói theo, đúng vậy. Anh giống như không lo lắng một chút nào. Trương Đại Quan Nhân nói, lo lắng có hữu dụng không? Hiện tại cô ta đã lọt vào tay đám người đó rồi, tôi cho dù mặt mày đau buồn cũng vô bổ, Đắc Chí, đối phó với đám người Trương Bích Quân đó, anh so với tôi thì giỏi hơn nhiều, anh nói với tôi đi, rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu? Ngũ Đắc Chí nói, làm kẻ địch của Trương Bích Quân không phải chuyện sáng suốt, anh nói Triệu Quân chết trong tay cô ta, có chứng cứ gì không? Trương Dương nói, có chứng cứ cho thấy Nghiêm Quốc Chiêu và người Nhật Bản đi lại rất thân thiết, mà Trương Bích Quân lại thầm qua lại với hắn, cái này chứng minh giữa Trương Bích Quân và người Nhật Bản có giao dịch bí mật. Ngũ Đắc Chí nói, chỉ sợ không chứng minh được. Trương Dương nói, Nghiêm Quốc Chiêu đã sớm bị Quốc An thanh trừ, Trương Bích Quân thân ở chức vị quan trọng, không ngờ âm thầm qua lại với hắn, anh không cảm thấy chuyện này rất có vấn đề ư. Ngũ Đắc Chí, cho dù anh nói ra việc này, anh cho rằng tổ chức tin anh hay là tin cô ta? Trương Đại Quan Nhân không nói gì, đáp án là khẳng định, uy tín và địa vị của Trương Bích Quân ở Quốc An hiển nhiên cao hơn mình vô số lần, không có ai sẽ đúng ở bên mình. Ngũ Đắc Chí nói, nếu như Tang Bối Bối chỉ là vì theo dõi người ta rồi ngẫu nhiên bị bắt, tình cảnh của cô ta có chút không ổn. Có điều cái gì? Ngũ Đắc Chí nói, từ cái bẫy bọn họ thiết kế tối nay cho thấy, chuyện này chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu để yên, rất có thể muốn lợi dụng Tang Bối Bối để làm mồi, dụ chúng ta tới. Nếu như bọn họ lựa chọn làm như vậy, chúng tôi sẽ có hy vọng. Triệu Thiên Tài nói, nếu như bọn họ muốn lấy Tang Bối Bối ra làm mồi, như vậy Tang Bối Bối rất có thể sẽ không sao. Trương Dương nói, bất kể như thế nào thì cũng phải tìm được Nghiêm Quốc Chiêu nhanh một chút. Ngũ Đắc Chí nói, có lẽ không cần chờ anh tìm được hắn, hắn sẽ tìm tới anh trước. Trương Bích Quân vẻ mặt âm trầm cầm điện thoại, khi cô ta nghe Nghiêm Quốc Chiêu nói xong tất cả, nói khẽ. Hắn không muốn giao người cho chúng ta ư? Nghiêm Quốc Chiêu gật đầu, thằng ôn này rất không nghe lời, hắn gần đây thường xuyên ra tay ở Bắc Cảng, rõ ràng muốn chế tạo sự tình, tôi thấy hắn là ôm mục đích đục nước béo cò. Chương 2268, bại lộ 3. Trương Bích Quân lạnh lùng nói, đừng nghĩ hắn quá đơn giản, hai cha con này không phải là người lương thiện gì đâu, anh cho rằng bọn họ thực sự có hứng thú làm ăn ở Bắc Cảng ư?
Bọn họ ngoài mặt là đang đầu tư, trên thực tế là thông qua cách làm này để tạo áp lực cho chúng ta. Nghiêm Quốc Chiêu nói, giờ phải làm gì? Trương Bích Quân nói, chuyện Tang Bối Bối biết thật sự quá nhiều, không thể để cô ta sống trên thế giới này được nữa. Nghiêm Quốc Chiêu nói, nhưng hiện tại cô ta đang ở trong tay An Đạt Văn, hắn coi đây là một tấm vương bài, ý đồ muốn tạo áp lực cho chúng tôi. Trương Bích Quân nghiến răng nghiến lợi nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Nghiêm Quốc Chiêu nói, Trương Dương và Tang Bối Bối đi cùng nhau. Trương Bích Quân đối với điều này cũng không bất ngờ, cô ta nói khẽ, Tang Bối Bối nếu theo dõi anh lâu như vậy, chắc hẳn Trương Dương cũng nhất định biết về sự tồn tại của anh. Lần này nhất định phải tiêu trừ toàn bộ tai họa ngầm này, không thể lưu lại bất kỳ một hậu hoạn nào. Nghiêm Quốc Chiêu nói, còn nữa, chuyên gia gỡ bom của Quốc An Ngũ Đắc Chí cũng đi cùng với Trương Dương. Trương Bích Quân nói, chuyện này tôi sẽ để người khác đi lo, Quốc Chiêu, anh mau ly khai Bắc Cảng đi, đừng để bị Trương Dương phát hiện hành tung của anh. Trương Bích Quân nói chuyện điện thoại xong thì chậm rãi đi vào phòng khách, Tiết Thế Luân mặc áo ngủ đang đứng cho hai con cá kim long ngư ăn, Trương Bích Quân tới phía sau hắn, nói khẽ, đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt Tiết Thế Luân không hề dao động, ném hai con tôm vào trong hang cá, một con kim long đột nhiên nhảy lên, hung hăng nuốt con tôm vào miệng. Tiết Thế Luân rất có hứng thú nhìn động tác của con kim long, nói khẽ, mỗi một sinh vật đều có dục vọng, chính là vì sự tồn tại của dục vọng cho nên mới nảy sinh phạm tội muôn hình muôn vẻ. Hắn không nói nữa, ánh mắt thủy chung nhìn về phía hai con cá kim long, chỉ cần thế giới này chưa hủy diệt, tội ác sẽ không tiêu vong, bởi vì... Y hướng ném một con tôm tươi về phía hang cá. Con kim long lại thành công cướp được con tôm. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, dục vọng là vĩnh hằng, cho dù thỏa mãn thì... Tạm thời, ăn no rồi vẫn có lúc đói, không ai hiềm mạng dài cả, cũng không ai ngại nhiều tiền, em nói xem có phải không? Trương Bích Quân nói, hai tên của An gia hình như không nghe lời lắm. Tiết Thế Luân nói, chuyện của Bắc Cảng khiến lợi ích của bọn họ bị tổn thất, có điều bọn họ cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi, cho rằng như vậy có thể áp chế được chúng ta ư. Trương Bích Quân nói, dã tâm của dã tâm rất lớn. Tiết Thế Luân nói, là dục vọng sai khiến, nếu như thực sự không nghe lời. Vậy cho bọn họ chút giáo huấn. Trương Bích Quân cắn cắn môi, nói Thế Luân, lúc trước anh từng nói, sau khi xong chuyện ở Bắc Cảng, tất cả phiền toái sẽ trôi qua, nhưng... Tiết Thế Luân nói, rất nhanh sẽ kết thúc. Trương Bích Quân lắc đầu, Tang Bối Bối theo dõi Nghiêm Quốc Chiêu, phát hiện chuyện hắn gặp mặt An Đạt Văn, em không biết cô ta đã phát hiện những điều này được bao lâu rồi, nhưng cô ta vẫn luôn muốn đối phó em có thể khẳng định cô ta theo dõi Nghiêm Quốc Chiêu chính là vì nguyên nhân này. Cô ta biết quan hệ giữa em và Nghiêm Quốc Chiêu, Thế Luân, em vốn cho rằng tất cả đều đã kết thúc, nhưng một phiền toái vừa mới tiêu trừ thì liền có một cái phiền toái khác lộ ra, em không biết những ngày như vậy lúc nào thì mới kết thúc. Thế Luân, chúng ta không thể làm tất cả tận thiện tận mỹ được đâu, cuối cùng vẫn sẽ có sơ hở. Tiết Thế Luân nói, em lo lắng bọn họ đã phát hiện nội tình ư. Trương Bích Quân nói, chuyện Tang Bối Bối biết được nhiều hơn xa so với tưởng tượng của chúng ta, hơn nữa cô ta và Trương Dương. Còn có người khác nữa, bọn họ tựa hồ hợp lại, cái chết của Cung Kỳ Vĩ, Trương Dương sẽ không chịu để yên, lần này Tang Bối Bối mất tích, hắn khẳng định sẽ hoài nghi đến em. Tiết Thế Luân từ trong mắt của Trương Bích Quân nhìn thấy vẻ sợ hãi chưa bao giờ có của cô ta, hắn giang tay ra ôm Trương Bích Quân vào trong lòng, ôn nhu nói, trong khoảng thời gian này, em quá mệt mỏi rồi, tình tự quá khẩn trương, yên tâm đi, không sao đâu, chuyện An Đạt Văn biết cũng không nhiều. Hắn tự cho là đã nắm giữ được một số việc. Liền vọng tưởng có kè mặc cả với chúng tôi, thật là buồn cười. Trương Bích Quân nói, Thế Luân, thu tay lại đi. Tiết Thế Luân vẫn mỉm cười, sẽ sớm hãy thu tay. Trương Bích Quân nhìn hai mắt thâm thúy của hắn, tuy rằng được hắn ôm trong lòng, nhưng cô ta lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người vô cùng xa xôi. Thế Luân, làm xong chuyện này, chúng ta rời khỏi được không? Tiết Thế Luân gật đầu, khẽ vuốt mái tóc của Trương Bích Quân, ôm chặt cô ta trong lòng. Một thùng nước lạnh được hắt lên mặt Tang Bối Bối, cô ta dùng mình một cái, từ trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt ra ánh sáng bên trong rất tối, sau khi cô ta thích ứng với ánh sáng, cảnh vật trước mắt từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. An Đạt Văn tựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực, có chút hứng thú nhìn cô ta, cô tỉnh rồi à? Giọng nói rất ôn hòa, nhưng bên trong lại lộ ra lãnh ý dày đặc. Tang Bối Bối chớp chớp hai mắt rồi nói, nơi này là cục công an à? Cô ta vẫn giả bộ hồ đồ, tuy rằng minh bạch thân phận của mình 10 phần có 9 đã bại lộ rồi. An Đạt Văn bật cười ha ha, hắn lắc đầu,
đi về phía trước hai bước, tới trước mặt Tang Bối Bối rồi cúi người nói, Tang Bối Bối, tiền đặc công của quốc an, một trong những đặc công xuất sắc nhất, về sau bởi vì ăn trộm cơ mật quốc gia, mưu sát đồng sự mà bị truy nã nội bộ, chậc chậc, lợi hại thật. Đọc hồ sơ của cô, tôi còn tưởng rằng cô là dạng người linh linh thất nhất, không ngờ lại bị tôi bắt dễ dàng như vậy. Tang Bối Bối nhìn An Đạt Văn, đối phương đã nói toạc ra thân phận của cô ta, tất nhiên cũng không cần thiết phải giả ngu nữa, cô ta nói khẽ tôi không phải muốn theo dõi anh, tôi đang theo dõi Nghiêm Quốc Chiêu. Anh hình như không cần khẩn trương như vậy, tuy rằng bị bắt, nhưng Tang Bối Bối vẫn không lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả An Đạt Văn cũng có chút bội phục công phu trấn định của Tang Bối Bối, hắn mỉm cười nói, tôi tin, nhưng cô tra được gì rồi? Tang Bối Bối nói, có một số việc biết đối với mà nói thì không có lợi gì cả. An Đạt Văn nói, tôi rất hiếu kỳ, không bằng cô nói ra nghe một chút. Tang Bối Bối nói, nếu như lòng hiếu kỳ của anh được thỏa mãn, anh có thể thả tôi hay không? An Đạt Văn nói, một tù nhân có tư cách gì để bàn điều kiện với tôi? Hắn quan sát Tang Bối Bối một cái rồi nói, cô rất được, nữ nhân xinh đẹp thường thường sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, tôi không muốn uy hiếp cô, sự kiên nhẫn của tôi hạn, nếu như cô không nói thật, nếu như cô không thể khiến tôi hài lòng, như vậy. An Đạt Văn cười cười, tôi dám cam đoan, qua tối nay, ngay cả chính cô cũng không nhận ra mình. Tang Bối Bối nói, thật ra anh chọn sai đối tượng để uy hiếp rồi. An Đạt Văn nói, tôi biết trên đời này có rất nhiều người không sợ chết, nhưng cô có biết tư vị sống không bằng chết như thế nào hay không? Tang Bối Bối nói, Nghiêm Quốc Chiêu trước đây là người của quốc an, hắn bởi vì phạm phải sai lầm mà bị tổ chức thành trừ, trước đây tôi vẫn luôn cho rằng hắn đã chết, nhưng không ngờ hắn vẫn sống trên thế giới này. An Đạt Văn gật đầu, thái độ phối hợp của Tang Bối Bối khiến hắn cảm thấy hài lòng. Tang Bối Bối nói, tôi theo dõi hắn rất lâu rồi, phát hiện hắn và võ trực chính giã của Nhật Bản đi lại rất thân thiết. An Đạt Văn nhíu mày, nói khẽ phó đại sứ Nhật Bản ư. Tôi không biết giữa bọn họ đang có giao dịch gì. Tang Bối Bối nói tới đây thì lưu ý ánh mắt của An Đạt Văn. An Đạt Văn nói khẽ, nói tiếp đi. Tang Bối Bối nói, tôi có thể hỏi một câu không? An Đạt Văn lạnh lùng nhìn cô ta, Tang Bối Bối không đợi hắn mở miệng đã nói trước, thôi tôi không hỏi nữa, võ trực chính giã anh chắc biết chứ. Miệng nói không hỏi, nhưng trên thực tế vẫn hỏi, An Đạt Văn không trả lời, ánh mắt trở nên lãnh khốc hơn. Tang Bối Bối nói, anh không nói tôi cũng biết, Nghiêm Quốc Chiêu không thể nói với anh việc này, anh đại khái vẫn chưa biết hậu trường của Nghiêm Quốc Chiêu là ai đâu nhỉ. Ánh mắt An Đạt Văn khẽ động, biến hóa rất nhỏ này đã bị Tang Bối Bối thành công nắm được, Tang Bối Bối thầm nghĩ trong lòng, giữa An Đạt Văn và Trương Bích Quân chắc không có tiếp xúc, cô ta nói khẽ Trương Bích Quân, chủ nhiệm cục 10 của Quốc An, Nghiêm Quốc Chiêu vẫn luôn liên hệ với cô ta. An Đạt Văn nhíu mày, Nghiêm Quốc Chiêu vì sao muốn dẫn cô đi? Tang Bối Bối nói, Trương Bích Quân hại chết anh tôi muốn giết cô ta để báo thù, cho nên sự tồn tại của tôi đối với cô ta mà nói thì đã cấu thành uy hiếp. Hơn nữa tôi biết rất nhiều chuyện của cô ta đương nhiên muốn trừ bỏ tôi, Nghiêm Quốc Chiêu là thân tín của cô ta, giúp cô ta phân ưu hình như cũng không có gì kỳ quái cả. An Đạt Văn nói, cô và Trương Dương rất thân nhau. Tang Bối Bối hơi ngẩn ra, cô ta không biết Nghiêm Quốc Chiêu đã lập bẫy, dụ Trương Dương hiện thân, nói khẽ Trương Dương là ai. An Đạt Văn bật cười ha ha, hắn lắc đầu nói, tôi đã bảo rồi, cô đừng nói dối. Chương 2269, bại lộ 4. Tang Bối Bối nói, để anh nhìn ra mất rồi. Cô ta thở dài, không có gì, chỉ là bằng hữu bình thường. An Đạt Văn mỉm cười nói, tôi không biết trong lòng cô thấy hắn thế nào, nhưng tôi biết Trương Dương vẫn luôn rất coi trọng cô. Tang Bối Bối nói, có ư, tôi sao không biết. An Đạt Văn nói, nếu như hắn biết cô gặp chuyện không may, cô đoán xem hắn có tới cứu cô không. Tang Bối Bối lập tức minh bạch ý tứ của An Đạt Văn, cô ta cười nói, tôi đối với hắn hình như không được quan trọng như vậy. Hắn chắc sẽ không quan tâm tới sự sống chết của tôi đâu. An Đạt Văn nói, có muốn chứng thực một chút không? Tang Bối Bối hỏi ngược lại, nếu như tôi nói không muốn, anh sẽ làm theo lời tôi ư? An Đạt Văn mỉm cười nói, cô thông minh, nhưng nữ nhân thông minh thường thường không sống dài được đâu. Tang Bối Bối thở dài nói, tôi không cảm thấy mình thông minh cũng không đến mức lọt vào tay anh. An Đạt Văn gật đầu nói, tôi giúp cô nghiệm chứng một chút, xem trong lòng vị tình thánh ấy cô rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. An Đạt Văn ra bên ngoài, tên ninja áo trắng đi tới trước mặt hắn, khom người nói, đã thông chi cho Liễu Sinh Nghĩa Phu.
An Đạt Văn nói, Liễu Sinh Nghĩa Phu được coi là cao thủ số một trong thế hệ trẻ của Nhật Bản, không biết hắn so với Trương Dương thì như thế nào. Ninja áo trắng nói, Liễu Sinh Nghĩa Phu là kỳ tài bất thế của Liễu Sinh gia tộc. An Đạt Văn nói, kỳ tài cũng được, tài trí bình thường cũng được, hắn giết Trương Dương cũng được, Trương Dương giết hắn cũng được, chúng ta chỉ cần đứng xem náo nhiệt, càng náo nhiệt càng tốt. Di động của An Đạt Văn đổ chuông, ninja áo trắng biết điều lui ra, điện thoại là An Đức Huyên gọi tới, An Đức Huyên nói, Sơn Mỗ tiên sinh rất mất hứng. An Đạt Văn nói, cha, hắn cao hứng hay mất hứng không liên can tới chúng ta, chuyện của Bắc Cảng rõ ràng là hắn đang lợi dụng chúng ta, lợi dụng xong rồi, muốn một cước đá văng chúng ta, trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. An Đức Huyên nói, hắn bảo con giao người cho hắn. An Đạt Văn nói, cha có phát hiện hắn đang vô cùng khẩn trương hay không, muốn con giao người cũng được, hắn phải cho con một câu trả lời, sự đầu tư của chúng ta không thể không minh bạch như vậy. An Đức Huyên nói, Sơn Mỗ này rất khó đối phó. An Đạt Văn nói, giờ khác xưa rồi, hiện tại thanh thế của hắn không còn được như xưa, trước đây hắn có thể đến giúp chúng ta, nhưng hiện tại con thấy hắn có lòng nhưng không có sức. An Đức Huyên nói, con định xử lý người đó như thế nào? An Đạt Văn nói, cha chắc không biết, Nghiêm Quốc Triều vẫn luôn liên lạc với Quốc An, Tang Bối Bối nắm giữ một số cơ mật nội bộ của Quốc An, cho nên bọn họ mới khẩn trương như vậy, nóng lòng muốn mang Tang Bối Bối đi. An Đức Huyên nói, A Văn, nếu như chuyện liên quan tới Quốc An thì khó xử lý đấy, cha thấy thôi con đừng dính vào phiền toái này làm gì. An Đạt Văn nói, người con có thể giao cho bọn họ, nhưng phải xem bọn họ và Trương Dương ai có bản lĩnh hơn. An Đức Huyên nói khẽ con muốn lợi dụng cô ta để dẫn dụ Trương Dương. An Đạt Văn nói cha, nếu như không phải Trương Dương ba lần bảy lượt phá hỏng chuyện của con sao gặp phải nhiều phiền toái như vậy, chuyện này cha đừng nhúng tay vào làm gì. An Đức Huyên thở dài nói, A Văn, chúng ta là cầu tài, nhớ kỹ điểm này, những chuyện khác không đáng. An Đạt Văn nói, hắn đã cản tài lộ của con. Trương Dương vào lúc 5 giờ sáng thì nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Liễu Sinh Nghĩa Phu gọi tới, vị kiếm khách trẻ tuổi này nói tiếng Trung rất cứng, Trương Dương, tôi muốn người khiêu chiến với anh. Trương Đại Quan Nhân lúc này lấy đâu ra tâm tình đó, bực mình nói, lão tử không rảnh, muốn ăn đòn thì trước tiên tìm thư ký của tôi mà hẹn. Tiểu Nhật Bản này thực sự là con mẹ nó phiền vãi đái, không thấy bố mày đang bận à. Trong điện thoại truyền đến tiếng hét thảm của Tang Bối Bối. Trương Đại Quan Nhân lập tức ngây ra đó. Liễu Sinh Nghĩa Phu nói, 10 giờ sáng, bãi đá ngầm Hắc Nham, tôi chờ anh, đến một mình, nếu như anh dám thông chi cho cảnh sát, cô ta sẽ phải chết, nếu có người đi cùng thì anh tới nhặt xác cho cô ta đi. Trương Đại Quan Nhân lúc này mới hiểu được hiện tại quyền chủ động đang nằm trong tay người ta, căn bản không thể cự tuyệt. Trương Dương nói, tôi dựa vào gì mà tin được anh? Liễu Sinh Nghĩa Phu đã gác máy. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy tiếng tút tút, qua một hồi lâu mới tâm tình ngưng trọng gác máy. Ngũ Đắc Chí nói, sao? Trương Dương nói, điện thoại của Liễu Sinh Nghĩa Phu, hắn nói Tang Bối Bối đang ở trong tay hắn, hẹn tôi tới bãi đá ngầm quyết đấu. Ngũ Đắc Chí nói, khẳng định là cái bẫy. Triệu Thiên Tài đã nhanh chóng tìm thấy tư liệu về Liễu Sinh Nghĩa Phu. Liễu Sinh Nghĩa Phu là cao thủ thế hệ mới của kiếm đạo danh môn Nhật Bản Liễu Sinh gia tộc, giới võ thuật Nhật Bản bình luận hắn là kỳ tài có 102. Trương Đại Quan Nhân khinh thường nói, chó má. Một cái ngón út của tôi cũng có thể tiêu diệt hắn, có điều. Ngũ Đắc Chí nói, nếu như Tang Bối Bối thực sự hắn trong tay hắn, chuyện này không dễ làm, ném chuột sợ vỡ đồ. Triệu Thiên Tài nói, hình như lời bình về Liễu Sinh Nghĩa Phu cũng tốt, người này chú trọng tinh thần võ sĩ đạo, không biết sao lại tiếp tay cho giặc. Trương Dương nói, tôi phải đi. Ngũ Đắc Chí nói khẽ, một mình ư. Trương Dương gật đầu, chuyện này không thể đi nhiều người. Triệu Thiên Tài nói, nhưng rất nguy hiểm, anh có nghĩ tới hay không, có lẽ hắn căn bản không hề mang Tang Bối Bối tới, chỉ là đặt một cái bẫy lừa anh vào. Vậy thì sao, cho dù là bẫy thì tôi cũng phải đi chứng thực, đây là hy vọng duy nhất để tìm Tang Bối Bối. Tôi có lòng tin đối với bản thân, tôi có thể an toàn trở về. Ngũ Đắc Chí và Triệu Thiên Tài liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng rất hiểu Trương Dương, biết chuyện hắn đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Ngũ Đắc Chí nói, hay là làm một số biện pháp phòng bị tất yếu đi. Lúc này di động của Trương Dương lại đổ chuông, điện thoại là Trình Diễm Đông gọi tới, Trương Dương ủy thác hắn điều tra nơi hạ lạc của Nghiêm Quốc Chiêu, chuyện này đối với Trình Diễm Đông mà nói thì cũng không khó, hắn
hắn rất nhanh đã tra ra Nghiêm Quốc Chiêu hiện tại đang ở phòng 1205 của khách sạn Kim Sắc Cảng Loan Bắc Cảng. Trương Dương nói, lập tức bắt hắn cho tôi. Trình Diễm Đông nghe vậy thì lắp bắp kinh hãi, bí thư Trương, người này rốt cuộc đã phạm vào tội gì? Trương Dương nói, cứ bắt đi, tùy tiện cho hắn một cái tội, bảo hắn hiệp trợ điều tra. Trình Diễm Đông nói, nhưng nơi đó không phải khu trực thuộc của tôi. Trình Diễm Đông nói xong, bản thân cũng cảm thấy mình nói thừa, trong khái niệm của bí thư Trương căn bản không có quan niệm khu trực thuộc. Hắn lập tức nói, tôi làm luôn đây. Trình Diễm Đông dẫn người chạy đến khách sạn Kim Sắc Cảng Loan thì vồ hụt, Nghiêm Quốc Chiêu không hề ở trong phòng, từ tình huống bên trong cho thấy hắn căn bản không sống ở đây. Cái này gọi là thỏ khôn có ba hang, Nghiêm Quốc Chiêu xuất thân quốc an, làm việc cực kỳ mật. Khi Trình Diễm Đông báo lại tình huống với Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân đang trên đường tới bãi đá ngầm Hắc Thạc ở cách Bạch Đảo về phía đông bắc 15 hải lý, là một hoang nhỏ, dài chừng nửa dặm, chiều rộng khoảng 100 thước, trên đảo toàn đá ngầm, căn bản không có bất kỳ ai ở. Trương Đại Quan Nhân một mình điều khiển cano tới bãi đá ngầm, căn cứ vào phân tích của bọn họ, lần này khả năng có bẫy là rất lớn, biết rõ trong núi có hổ còn lên núi, tới phó ước có lẽ là hy vọng duy nhất để giải cứu Tang Bối Bối. Trên mặt biển cuối cùng cũng xuất hiện hình dáng của tiểu đảo, Trương Đại Quan Nhân đi chậm lại, cầm kính viễn vọng nhìn về phía tiểu đảo, liền thấy trên tiểu đảo cũng có một gã nam tử mặc trang phục võ sĩ màu trắng đang cầm kính viễn vọng quan sát mình, có lẽ là nhìn thấy hành động của Trương Dương, khóe môi của võ sĩ đó phát ra một nụ cười lạnh, hắn chỉ về phía sau mình không xa, quả nhiên có nữ tử đang nằm trên mặt đất, trên đầu bịt vải đen, từ dáng người cho thấy chắc là Tang Bối Bối, nhưng do khăn che mất. Trương Đại Quan Nhân cũng không dám kết luận. Trương Dương chậm rãi đem cano cập bờ. Liễu Sinh Nghĩa Phu Thủy Chung vẫn đứng thẳng ở đó, ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân buộc thuyền xong, sau đó không chút hoang mang đi tới, thở dài nói, Liễu Sinh Nghĩa Phu, anh chẳng lẽ không biết bắt cóc con tin là phạm pháp ư? Liễu Sinh Nghĩa Phu rút võ sĩ đao bên hông ra, bỗng nhiên lật tay chém một đao, chuẩn xác chém dụng khăn che trên mặt cô gái kia, một đao này tốc độ cực nhanh. Lại cực kỳ chuẩn xác, một đao này nhìn như tùy ý, nhưng lại đã phát huy kỹ xảo đao pháp đến cực hạn, khăn rơi xuống mà lông tóc của cô gái kia không rụng một sợi nào. Trương Đại Quan Nhân lần này thì nhìn rõ rồi, hoàn toàn là một khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên không phải Tang Bối Bối. Cô gái kia đứng dậy, chấn đứt dây thừng trên người, cười cười với Trương Dương rồi lui sang một bên. Trương Dương thở dài nói, Liễu Sinh Nghĩa Phu, anh không ngờ là kẻ lừa đảo. Liễu Sinh Nghĩa Phu nói, chỉ trách anh quá ngu. Trương Đại Quan Nhân nói, anh khiến tôi rất tức giận. Chương 2270, ai là mục tiêu 1? Liễu Sinh Nghĩa Phu nói, trên đất có đao, anh chọn đi. Trương Đại Quan Nhân nhìn xuống dưới, thấy ở đó đặt hai thanh đao Nhật Bản, Trương Đại Quan Nhân lắc đầu, đối với anh thì không cần. Liễu Sinh Nghĩa Phu nói, tôi cho anh 20 phút chuẩn bị. Trương Đại Quan Nhân nói, Tang Bối Bối đâu? Liễu Sinh Nghĩa Phu nói, thắng được tôi thì tôi sẽ nói với anh. Trương Dương nói, muốn chết. Liễu Sinh Nghĩa Phu ngẩng đầu nhìn bầu trời, tôi chờ anh. Trương Dương lắc đầu, không cần chờ, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Liễu Sinh Nghĩa Phu có chút hứng thú nhìn Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân đi tới, mũi chân dẫm lên chuôi đao, đao Nhật Bản bắn lên, Trương Đại Quan Nhân cầm vỏ đao, sau đó rút đao từ trong vỏ ra. Đao quả thực không tồi. Trong mắt Trương Dương đối phó với loại người như Liễu Sinh Nghĩa Phu căn bản không cần dùng đao, nếu như đổi thành bình thường, Trương Đại Quan Nhân có lẽ sẽ sinh ra hứng thú trêu đùa thằng cha này một chút, nhưng hôm nay khác, hắn đã có chút phát hỏa rồi, bất kể Tang Bối Bối có ở đây hay không, Liễu Sinh Nghĩa Phu lợi dụng loại bẫy này để dụ hắn tới, đủ để chứng minh Liễu Sinh Nghĩa Phu ít nhất cũng có liên lạc với đám người đó bắt cóc Tang Bối Bối. Đối với Tang Bối Bối mà nói, càng sớm tìm được cô ta thì nguy hiểm cô ta gặp phải càng ít. Trương Đại Quan Nhân không có tâm tình dây dưa với Liễu Sinh Nghĩa Phu, cũng không có thời gian tiếp hắn. Thân đao còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, sát khí lạnh thấu xương đã ùa ra, Liễu Sinh Nghĩa Phu đứng đối diện Trương Dương hai thước lập tức cảm thấy được cỗ sát khí lạnh thấu xương này, sát khí có chất nhưng vô hình lặng lẽ lan ra, bao trùm phạm vi một trượng, hơn nữa vẫn đang không ngừng mở rộng. Lông mày Liễu Sinh Nghĩa Phu rõ ràng đã giật giật, sau đó hắn dùng tốc độ kinh người rút võ sĩ đao ra. Võ sĩ đao bổ về phía Trương Dương, lực lượng và tốc độ không ngừng đề thăng, cao thủ chân chính, tuyệt đối là chuyên gia nghiên cứu về lực lượng, Liễu Sinh Nghĩa Phu trong quá trình ra chiêu lực lượng ở trong trạng thái không ngừng tăng cường,
lực lượng của hắn sau khi tới mục tiêu thì vừa hay đạt tới lớn nhất, cũng chỉ có như vậy mới có thể bộc phát ra được đầy đủ lực lượng của hắn. Trương Đại Quan Nhân vẫn không nhanh không chậm rút đao, tốc độ của hắn rất chậm, tứ bình bát ổn, tuy rằng động tác của hắn ra trước Liễu Sinh Nghĩa Phu, nhưng, Liễu Sinh Nghĩa Phu rút đao, vung lên, chém xuống một loạt tôi động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi hoàn thành, trong lúc chạy đã dễ dàng vượt qua Trương Dương. Phát sau mà đến trước, đao phong chỉ còn cách đỉnh đầu Trương Dương một thước, sau khi tiến thêm một thước, lực lượng của Liễu Sinh Nghĩa Phu sẽ đạt tới đỉnh phong, dùng khí thế không thể địch nổi bổ vào người Trương Dương. Hắn tựa hồ nghe thấy tiếng xương Trương Dương vỡ, tựa hồ nhìn thấy máu tươi từ trong thân thể Trương Dương điên cuồng phun ra. Một thước, sinh mệnh của con người rất nhiều lúc thậm chí không thể vượt quá được khoảng cách một thước này. Đao phong của Trương Dương cuối cùng cũng ra khỏi vỏ, vỏ đao rời tay bay ra, đâm vào ngực Liễu Sinh Nghĩa Phu. Lúc này đao của Liễu Sinh Nghĩa Phu cách đỉnh đầu Trương Dương chỉ còn hai tấc. Khóe môi Liễu Sinh Nghĩa Phu lộ ra một tia cười lạnh. Không ai có thể trong khoảng cách ngắn ngủi này thoát được, cho dù là kiếm thuật đại sư ưu tú nhất của Nhật Bản. Hắn cũng cảm thấy sát khí lạnh thấu xương đang bao vây mình, thân thể hắn giống như trong khoảnh khắc rơi vào trong băng thiên tuyết địa, nhưng đao phong của Trương Dương cách mình còn rất xa. Hắn có đủ tự tin, trước khi đao của Trương Dương đâm trúng mình, hắn có đủ thời gian đâm trúng mục tiêu. Sát khí bao phủ chung quanh thân thể Liễu Sinh Nghĩa Phu đột nhiên biến mất, hắn giống như trong nháy mắt từ mùa đông khắc nghiệt tới thế giới gió xuân giạt rào. Không cảm thụ được nguy hiểm, không phải là nguy hiểm đã biến mất, mà là vì nguy hiểm đã vượt quá phạm trù cảm giác của nhân loại. Liễu Sinh Nghĩa Phu cảm thấy thân đao chấn động, đao phong lệch khỏi quỹ đạo, lực lượng đã vận sức chờ phát động lực lượng đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo mà suy giảm mạnh. Sau đó hắn liền nhìn thấy đao của đối phương đâm xuyên qua quần áo của hắn, đâm vào da thịt hắn, trực tiếp đâm vào ngực hắn. Nếu như Trương Dương nguyện ý, một đao này dễ dàng có thể xuyên thấu tim Liễu Sinh Nghĩa Phu. Nhưng hắn không làm như vậy, mũi đao ngừng thế không phát nữa. Khuôn mặt của Liễu Sinh Nghĩa Phu bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, lúc này hắn mới hiểu được, Trương Dương không ngờ đã một quyền nện lên thân đao của hắn, đao Nhật Bản sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn không ngờ không bằng một quyền do huyết nhục của đối phương cấu thành. Nữ nhân phía sau phát ra một tiếng thét chói tai, bởi vì cô ta nhìn thấy đao của Trương Dương đã đâm vào trong cơ thể Liễu Sinh Nghĩa Phu, nhưng cô ta lập tức dừng chân. Từ chiều dài mũi đao đâm vào trong cơ thể Liễu Sinh Nghĩa Phu, có thể phán đoán ra đối phương không có ý một đao đâm chết hắn. Liễu Sinh Nghĩa Phu nhìn Trương Dương, hắn quên nên nói cái gì, vào những lúc như thế này bất kỳ ai cũng sẽ sợ. Hắn luôn luôn tự xưng là rất cao, nhưng không ngờ mình ở dưới tay Trương Dương không ngờ không đỡ nổi một hiệp. Trương Dương nói, Tang Bối Bối ở đâu? Liễu Sinh Nghĩa Phu lắc đầu. Không nói hay là không biết. Liễu Sinh Nghĩa Phu nhắm mắt lại. Ngửa đầu, nguyện chịu thua. Nữ nhân phía sau bỗng nhiên nói, có thuyền tới. Trương Dương hơi ngẩn ra, xoay người lại, liền thấy phương xa một chiếc thuyền đánh cá đang tới gần bên này. Liễu Sinh Nghĩa Phu nói, anh cuối cùng vẫn gọi người tới. Trương Đại Quan Nhân cười lạnh nói, đối phó với loại ăn hại như anh tôi còn phải gọi người ư. Đúng là nực cười, hắn cũng cảm thấy chuyện có chút không đúng, đưa mắt nhìn lại, chiếc thuyền đó khi cách bãi đá ngầm một khoảng thì ngừng lại. Trương Dương nhìn rõ, Tang Bối Bối đang bị buộc trên cột buồm. Trên thuyền có người đang cầm vũ khí nhắm về phía bọn họ, Trương Đại Quan Nhân thầm kêu không ổn, hét lớn, nằm xuống. Hai quả đạn hỏa tiễn kéo theo vệt khói thật dài, trước sau bắn trúng cano của Trương Dương và Liễu Sinh Nghĩa Phu, chiếc cano sau khi nổ tung thì biến thành hai quả cầu lửa trên mặt biển. Sau đó hỏa lực dày đặc đan thành một cái lưới lớn bao trùm cả hòn rào. Trương Dương và Liễu Sinh Nghĩa Phu lúc này cũng chẳng buồn quan tâm tới đối phương nữa, vội vàng đi tìm chỗ ẩn nấp, trên bãi đá này không có một ngọn cỏ nào, cho dù là đá ngầm cũng khó có thể che giấu được thân thể. Nữ tử hộ tống Liễu Sinh Nghĩa Phu tới còn chưa kịp tìm chỗ nấp thì đã trúng đạn ngã vật xuống. Liễu Sinh Nghĩa Phu nhìn thấy bộ dạng hai mắt trợn trừng, cả người đầy máu của cô ta thì đau khổ vạn phần, hắn giãy giụa muốn chạy tới kéo thân thể cô ta. Trương Đại Quan Nhân không quan tâm tới những việc này. Dùng tốc độ kinh người lao về phía biển, tình thế hiện giờ, chỉ có biển lớn mới có thể cung cấp cho hắn một số bảo hộ, nếu như tiếp tục ở lại trên bãi đá, sợ rằng sẽ bị đạn bắn cho thành tổ ong. Trương Đại Quan Nhân chạy tuy rằng rất nhanh, nhưng lưng vẫn trúng một viên đạn, cũng may hắn trước chuyện đã mặc áo chống đạn mà ngũ đắc chí cho hắn, giống như có người đánh một quyền thật mạnh vào lưng hắn, sau đó Trương Đại Quan Nhân liền tung người lao vào trong biển. Từng viên đạn bắn tới, ở dưới mặt biển vẽ ra những ngấn nước. Trương Đại Quan Nhân cố gắng lặn sâu xuống dưới,
hỏa lực dày đặc trên thuyền đánh cá phát tiết suốt hơn 10 phút chung quanh bãi đá ngầm, xác định trên mặt biển không có động tĩnh, lúc này mới nghênh ngang mà đi. Tang Bối Bối bị treo trên cột buồm nhìn cảnh tượng lửa đạn bay tán loạn trước mắt thì nước mắt không khỏi rơi xuống. Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là lần đầu tiên gặp tập kích, nhưng hồ đồ như lần này thì là lần đầu tiên, bị Liễu Sinh Nghĩa phu dụ đến bãi đá ngầm luận võ, nhưng chuyện này rõ ràng chính là một cái bẫy, đối phương không chỉ muốn dụ mình, thậm chí cũng chuẩn bị làm thịt cả Liễu Sinh Nghĩa phu. Trương Đại Quan Nhân cả người ướt sũng từ dưới nước trồi lên, thuyền đánh cá đã đi xa rồi. Trên bãi đá vẫn tràn ngập khói thuốc súng, Trương Đại Quan Nhân ở bên trong trận mưa bom bão đạn này không hề bị thương nặng, hắn ở trên bãi đá ngầm nhìn thấy thân thể huyết nhục mơ hồ của cô gái kia, nhưng không tìm được Liễu Sinh Nghĩa phu, chắc là thằng cha này vừa rồi dưới công kích của lửa đạn cũng rất khó may mắn thoát nạn, nhưng ngay khi Trương Đại Quan Nhân đang nhìn xung quanh tìm kiếm thi thể của hắn thì nhìn thấy đá bên cạnh bị đẩy ra. Liễu Sinh Nghĩa phu từ bên dưới trồi lên, cả người hắn cũng đầy máu. Có điều từ hành động của hắn cho thấy chắc không bị trọng thương. Liễu Sinh Nghĩa phu không thèm nhìn về phía Trương Dương, tới bên cạnh thi thể của cô gái kia, ôm lấy thi thể của cô ta, bật khóc. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng không có hào cảm đối với thằng cha này, nhưng nhìn thấy bộ dạng thương tâm này của hắn thì cũng không nỡ bỏ đá xuống giếng, cano bọn họ ngồi tới vừa rồi đã bị bắn nát. Chương 2271, ai là mục tiêu 2? Có điều Trương Dương cũng không lo không thể rời khỏi bãi đá, Ngũ Đắc Chí và Triệu Thiên Tài biết hắn tới đây, Trương Dương ấn cái núi ở bên rìa đồng hồ, đây là một máy phóng nhỏ, sau khi Ngũ Đắc Chí bọn họ nhận được tín hiệu sẽ lái thuyền tới tiếp ứng. 40 phút sau, Ngũ Đắc Chí bọn họ điều khiển cano chạy tới bãi đá, nhìn khói thuốc súng trên bãi, hai người đều giật mình, nơi này rõ ràng vừa mới trải qua một hồi lửa đạn. Trương Đại Quan Nhân ra đón. Đi được hai bước thì hắn quay sang Liễu Sinh Nghĩa phu nói, đi cùng không? Liễu Sinh Nghĩa phu ôm thi thể của cô gái đó đi theo hắn. Ngũ Đắc Chí và Triệu Thiên Tài nhìn thấy Trương Dương không sao thì đều yên lòng, Triệu Thiên Tài nhìn thấy Liễu Sinh Nghĩa phu dẫn cả người chết đi lên thì không khỏi có chút kiêng kỵ, hắn ngăn cản, ê, anh đừng có mang cả thi thể lên chứ. Trương Dương vỗ vai hắn nói, thôi. Mấy người lên cano, nhìn Trương Dương, sao? Lại là bẫy hả? Trương Đại Quan Nhân nói, tôi nhìn thấy Tang Bối Bối rồi, cô ta ở trên một con thuyền đánh cá, bị treo trên cột buồm, số hiệu của chiếc thuyền đánh cá đó tôi cũng nhớ rõ. Ngũ Đắc Chí nói, số anh thấy chưa chắc đã là thật, bọn họ nếu dám phát động tập kích ở đây, thì sẽ không lưu lại chứng cứ rõ ràng như vậy cho anh đâu. Liễu Sinh Nghĩa Phu ở bên cạnh nói, Sơn Giã Lương Hữu là hắn lập bẫy. Trương Dương nhíu mày, hắn không biết Sơn Giã Lương Hữu này là ai. Liễu Sinh Nghĩa Phu nói, tôi muốn giết hắn. Trương Dương nói, tôi muốn Tang Bối Bối bình an vô sự, bằng không các anh tất cả sẽ phải chết. Liễu Sinh Nghĩa Phu nói, tôi có thể tìm được Sơn Giã Lương Hữu. An Đạt Văn nhìn ninja áo trắng trước mặt, vẻ mặt không thoải mái, không thấy được thi thể thì sao có thể kết luận hắn đã chết. Ninja áo trắng nói, bọn họ bắn liên tục hơn 10 phút chung quanh bãi đá, nơi đó căn bản không có chỗ nấp. An Đạt Văn có chút bất mãn nhìn hắn một cái, mạng của Trương Dương luôn rất lớn, chuyện này làm được làm thật sự là rất sơ sót. Hắn đứng dậy đi một bước, nháy mắt đã làm ra một quyết định, lập tức giao Tang Bối Bối cho Nghiêm Quốc Chiêu. Ninja áo trắng ngây ra một thoáng, vì sao hiện tại muốn giao ra? An Đạt Văn nói, nếu như Trương Dương đã chết thì cô ta đối với tôi cũng không còn giá trị, nếu như Trương Dương không chết, cô ta ở trong tay chúng ta sẽ thành một củ khoai nóng. Rất nhanh tất cả mọi người sẽ tụ tập ánh mắt lên người chúng ta. Tiêu Quốc Thành ngồi trước cửa sổ, cầm một cốc trà trầm tư, cho tới lúc hạt mưa rơi lên lá chuối hắn mới bừng tỉnh, hắn thở hắt ra, nhớ lại tình cảnh trong đầu vừa rồi, lại phát hiện chỉ là trống rỗng, Tiêu Quốc Thành thở dài, uống ngụm trà. Nước trà đã lạnh, khi hắn đứng dậy muốn đi đổi trà thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Tiêu Mân Hồng tới bên cạnh hắn, nói khẽ chú, kết quả xét nghiệm đã có rồi. Tiêu Quốc Thành gật đầu. Hắn vươn tay ra, tiếp lấy tập hồ sơ Tiêu Mân Hồng đưa, trước tiên lưu ý xác định miệng túi hồ sơ, xác định chưa có ai mở thì mới lạnh lùng nói, cô đi ra trước đi. Tiêu Mân Hồng lại không đi ngay, nói khẽ chú, gần đây hai cha con An Đức Uyên thường xuyên xuất hiện ở Bắc Cảng, tựa hồ có mưu đồ. Tiêu Quốc Thành nói, chuyện này không liên quan tới cô, đi đi. Tiêu Mân Hồng cung kính gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Tiêu Quốc Thành ngồi xuống ghế, mở túi văn kiện. Từ bên trong rút ra kết quả xét nghiệm, hắn đọc rất cẩn thận, khi hắn xem xong tất cả nội dung bên trong thì giống như là dừng hình ở đó, ước chừng 3 phút sau,
hắn mới cầm bật lửa đốt sạch báo cáo xét nghiệm, nhìn ngọn lửa dưới chân, trong mắt Tiêu Quốc Thành lộ ra vẻ đau khổ gần như co rút, hắn dùng ra sức hít một hơi, hít hết mùi khét vào trong ngực, sự phẫn nộ c phẫn nộ cũng theo mùi khét này mà lan ra mỗi một tế bào trên thân thể hắn. Sau khi Trương Dương lấy đi mẫu máu của hắn, hắn liền đoán được một chuyện, hắn bắt đầu hoài nghi, hắn bắt đầu thử chứng thực, mà hiện giờ, sau khi tất cả được chứng thực, nội tâm của nội tâm vô cùng đau khổ, giống như bị trăm ngàn con kiến cắn xé, Tiêu Quốc Thành nhấc chân đám vào đống tro, bàn chân lại bị mặt đất cứng rắn chấn cho vô cùng đau đớn. Tiêu Quốc Thành cầm điện thoại, An Gia muốn làm gì? Sau khi nghe xong lời nói của đối phương, Tiêu Quốc Thành nói, trên con đường này không ai có thể toàn thân đi ra. Tôi muốn cô ta chết. Đầu kia điện thoại cũng lâm vào trầm mặc. Tiêu Quốc Thành nói, chỉ có anh có thể làm được, anh phải làm được. Trời kinh thành động dạng cũng đổ mưa, nhìn mưa phùn, Trương Bích Quân bỗng nhiên sinh ra một trận cảm khái, nói ra câu thơ thu phong thu vũ hàn sát nhân, gió thu mưa thu lạnh chết người, từ khi tang bối bối An Đạt Văn trong tay An Đạt Văn, cô ta liền trở nên tâm thần không yên, thậm chí trở nên có chút đa sầu đa cảm. Nghiêm Quốc Chiêu cuối cùng cũng gọi điện thoại tới. Hắn và An Đạt Văn đàm phán đã có kết quả, Nghiêm Quốc Chiêu nói khẽ, An Đạt Văn đồng ý giao ra tang bối bối, có điều hắn muốn cô tự mình ra mặt, nói chuyện với hắn. Trương Bích Quân lạnh lùng nói, hắn xứng ư. Nghiêm Quốc Chiêu thở dài, tang bối bối đang ở trong tay hắn, cô ta biết không ít chuyện về cô. Trương Bích Quân nói, nhà đầu đó sống trên đời thủy chung là một mối họa. Nghiêm Quốc Chiêu nói, thằng ôn An Đạt Văn này rất khó chơi, hắn từ trong miệng tang bối bối có được không ít tin tức. Trương Bích Quân lạnh lùng nói, hắn quá trẻ tuổi, không biết người đang giao tiếp với hắn là ai. Nghiêm Quốc Chiêu nói, Bắc Cảng gần đây liên tiếp xảy ra chuyện khiến lợi ích của hắn bị tổn hại, tôi thấy hắn muốn thông qua chuyện này để lấy lại chút lợi ích. Lợi ích thì có đấy, nhưng phải xem hắn có mạng mà lấy không. Chuyến đi tới bãi đá ngầm của Trương Dương lần này là vô ích, Liễu Sinh Nghĩa phu lập cái bẫy này, suýt nữa bồi theo cả tính mạng của mình, người chết là tình nhân của hắn, chính là bọ ngựa bắt ve sầu. Hoàng tước ở phía sau, hiện tại hắn đã minh bạch, hắn chỉ là một quân cờ nho nhỏ trong bàn cờ của người khác, mục tiêu của người ta là Trương Dương, lần này người khác đặc biệt an bài cho an bài quyết đấu, chỉ có điều là để lập bẫy trừ bỏ Trương Dương. Tôi sẽ tìm ra Sơn Giã Lương Hữu cho anh, Liễu Sinh Nghĩa Phu nói xong thì ôm cỗ thi thể đó đi dọc theo bờ cát. Triệu Thiên Tài nhìn bóng dáng của hắn, không khỏi lắc đầu, hắn cứ như vậy ôm thi thể đi khắp nơi à. Trương Đại Quan Nhân nói, hắn muốn làm gì thì làm, chuyện của người Nhật Bản không liên can tới chúng ta. Ba người cùng lên ô tô của Trương Dương tìm di động của mình, đang chuẩn bị bảo Trình Diễm Đông giúp điều tra tình huống của thuyền đánh cá thì một cú điện thoại gọi vào trước. Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân tràn ngập cảnh giác nói, ai đấy? Không cần biết tôi là ai, 11 giờ rưỡi tối nay ở gần bãi đá ngầm có người sẽ đem tang bối bối giao cho Trương Bích Quân. Trương Dương cười lạnh nói, chơi tôi à? Anh có thể không tin, nhưng nếu như anh không đến thì anh sẽ hối hận cả đời. Trương Đại Quan Nhân dập máy, sau đó đưa điện thoại di động cho Triệu Thiên Tài. Triệu Thiên Tài, nói thời gian quá ngắn, hơn nữa là dùng điện thoại công cộng của địa phương để gọi tới, chúng ta không thể tỏa định mục tiêu. Ngũ Đắc Chí nói, cho dù tỏa định cũng vô dụng, chờ chúng ta tới nơi thì người ta đã sớm chuồn mất rồi. Trương Dương nói, hắn nói 11 giờ rưỡi tối nay sẽ giao tang bối bối cho Trương Bích Quân. Ngũ Đắc Chí nhắc nhở hắn, đừng quên, anh hôm nay suýt nữa thì mất mạng tại bãi đá ngầm đó. Trương Dương nói, vẫn là bãi đá đó. Ngũ Đắc Chí và Triệu Thiên Tài đều ngây ra một thoáng, Triệu Thiên Tài nói, giờ lại cho cũ, Trương Dương bọn họ đã nắm được nhược điểm của anh, lợi dụng tang bối bối để dắt mũi anh đi. Trương Dương nói, bọn họ không phải là chơi âm mưu, mà là chơi dương mưu. Nói rõ cho tôi hay chuyện này. Ngũ Đắc Chí nói, Trương Dương, anh không thể lại đan thương thất mã mạo hiểm được, vận khí tốt sẽ không mãi đi theo anh đâu. Trương Dương nói, nhưng tôi lại không thể báo cảnh sát, tôi nếu báo cảnh sát, động tĩnh quá lớn, một khi bị bọn họ phát hiện, tình thế sẽ trở nên càng ác liệt hơn. Ngũ Đắc Chí nói, chuyện vừa rồi đã cho thấy, bọn họ muốn trừ bỏ anh, một lần không thành công thì lập tức sẽ làm tiếp, tôi thấy chuyện này quyết không thể lại mạo hiểm được. Triệu Thiên Tài gật đầu theo. Trương Dương nói, tôi sao cảm thấy chuyện này kỳ quái thế nhỉ, vì sao Trương Bích Quân cũng bắt đầu bị cuốn vào. Ngũ Đắc Chí nói, tính chân thật của chân thật còn cần được nghiệm chứng, Trương Dương, không bằng báo cảnh sát đi. Trương Dương lắc đầu, vẫn chưa tới lúc,
nếu như hiện tại báo cảnh sát chẳng khác nào đẩy Tang Bối Bối vào tuyệt lộ. Chương 2272. Triệu Thiên Tài nói, vậy cũng không cần thiết để người ta dắt mũi chứ. Trương đại quan nhân tự có lý của hắn, bọn họ sở dĩ lợi dụng Tang Bối Bối để gài bẫy tôi, chính là cho rằng tôi quan tâm, nếu như tôi căn bản không quan tâm tới sống chết của cô ta, như vậy bọn họ sẽ cho rằng Tang Bối Bối mất giá trị, rất có thể sẽ hạ sát thủ đối với cô ta. Ngũ Đắc Chí nói, có chút đạo lý, nhưng anh có nghĩ tới hay không, bọn họ vì sao muốn đem tin tức này tiết lộ cho anh? Trương Dương nói, chắc bọn họ muốn dẫn tôi vào hũ. Ngũ Đắc Chí nói, anh không sợ bọn họ và Trương Bích Quân là một nhóm ư? Trương Dương nói, tôi hình như không có lựa chọn, Tang Bối Bối nắm giữ một số việc của Trương Bích Quân, Trương Bích Quân đã sớm muốn trừ bỏ cô ta, vừa rồi người gọi điện thoại tới rất tin tưởng quan hệ giữa bọn họ. Ngũ Đắc Chí gật đầu, người này rất có thể chính là Nghiêm Quốc Chiêu, dựa theo những lời anh nói trước đó, Nghiêm Quốc Chiêu và Trương Bích Quân đi lại thân mật, như vậy hai người bọn họ liên thủ đối phó anh cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Triệu Thiên Tài nói, nếu như anh khăng khăng muốn đi, chúng ta cũng không thể dùng loại phương pháp này. Trương Dương nói, tôi nghĩ ra một chủ ý, để các anh chế tạo động tĩnh di rời sự chú ý của bọn họ, tôi lẻn xuống dưới nước, tiếp cận thuyền của bọn họ, tìm kiếm cơ hội xuống tay. Ngũ Đắc Chí nói, bọn họ đã chuẩn bị tốt rồi, cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ, thiết bị chúng ta hiện có căn bản không thể nào né được sự tìm kiếm của bọn họ. Triệu Thiên Tài nói, quá khó khăn, muốn làm được điểm này, trừ phi chúng ta có một chiếc tàu ngầm. Trương Dương nói, tàu ngầm ư, tôi cũng có một con thuyền như vậy. Ngũ Đắc Chí và Triệu Thiên Tài đồng thời nhìn về phía hắn, Trương Đại Quan Nhân nói, mấy tháng trước khi tôi từ Nam Triều Tiên trở về, chính là thông qua một con tàu ngầm. Thứ đó là điều khiển tự động, vô cùng tiên tiến, khi rời khỏi Mẫn Nhi đặt nó chìm dưới mặt nước cảng Phước Long, không biết còn dùng được không? Các anh không nói thì tôi cơ hồ cũng quên mất chuyện này rồi. Triệu Thiên Tài nói, thời gian anh từ Nam Triều Tiên trở về chưa được bao lâu, nếu như chiếc tàu ngầm đó đủ tiên tiến, thì không thành vấn đề, phương vị cụ thể anh còn nhớ không? Trương Dương nói, trong xe tôi có điều khiển từ xa của tàu ngầm. Hắn nói xong liền từ trong cốp tìm ra thiết bị điều khiển. Thật ra chính là một máy tính loại nhỏ. Triệu Thiên Tài mở máy tính, rất thành thục tìm ra tư liệu của tàu ngầm, sau khi hắn xem xong thì không khỏi bật cười, loại PNGIIV, tàu ngầm loại nhỏ tiên tiến nhất trên thế giới hiện tại, người Pháp chế tạo, có thể chứa 5 người, loại tàu ngầm này tuy rằng rất nhỏ, nhưng tính năng vô cùng chắc tuyệt, có thể đột phá lưới nghe lén dưới nước, có 6 mánh đẩy, có thể trong hoàn cảnh bất kỳ tiến hành hạ xuống đáy biển, thời gian ở dưới nước lâu nhất có thể đạt tới 1 tháng. Loại tàu ngầm này còn có một công năng tiên tiến nhất chính là có thể căn cứ vào trình tự đặt ra trước mà chạy tự động, sau khi các anh trở lại cảng Phước Long thì đặt lại phương vị của tàu ngầm, không xa, cách nơi này đại khái 23 hải lý. Ở sâu dưới nước 260 thước. Ngũ Đắc Chí nói, dưới nước 260 thước, tạm thời bất kể chiếc tàu ngầm này còn ở đó hay không, nhưng liệu còn có thể khởi động được không? Chúng ta cho dù tìm được, thì cũng không có cách nào tiến vào trong đó. Trừ phi anh có biện pháp điều khiển khởi động, để nó tự động di động. Triệu Thiên Tài cũng thở dài, thời gian chỉ sợ không còn kịp rồi, chiếc tàu ngầm này tuy rằng có thể điều khiển tự động, nhưng chúng ta không thể khởi động nó dưới nước sâu như vậy, trừ phi hiện tại có trang phục lặn. Phải biết rằng một người không mang theo thiết bị hô hấp lặn xuống nước, cực hạn cũng chỉ có thể vượt qua 100 thước, cho nên Triệu Thiên Tài mới nói như vậy. Trương Dương nói, tôi có thể làm được, không phải là hơn 200 thước thôi ư. Tôi lặn xuống nước 300 thước cũng không thành vấn đề. Ngũ Đắc Chí và Triệu Thiên Tài liếc mắt nhìn nhau, đổi thành người khác bọn họ khẳng định cảm thấy là đang bốc phét, nhưng Trương Dương thì khác, hai người đều cho rằng thằng cha này làm ra chuyện gì cũng không bất ngờ. Triệu Thiên Tài nói, từ giờ tới 11 rưỡi chúng ta còn đủ thời gian để thử, Trương Dương, anh có nắm chắc không đấy? Trương Dương gật đầu nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Triệu Thiên Tài nói, được rồi. Tôi dạy anh cách tiến vào trong tàu ngầm, sau đó thì khởi động di động lên trên. Ngũ Đắc Chí bổ sung, nếu như tàu ngầm còn có thể vận chuyển được. Khi Triệu Thiên Tài truyền thụ cho Trương Dương yếu điểm thao túng tàu ngầm thì Ngũ Đắc Chí điều khiển cano tới hải vực giấu tàu ngầm. Trong lòng bọn họ không lạc quan lắm đối với chiếc tàu ngầm này. Trước đó không lâu Bắc Cảng vừa mới xảy ra một hồi sóng thần, không biết chiếc tàu ngầm này có bị ảnh hưởng hay không. 7 giờ tối, bọn họ tới hải vực lúc trước Kim Mẫn Nhi giấu tàu ngầm. Sau khi xác định phương vị, Trương Đại Quan Nhân dưới tiền đề không có bất kỳ công cụ phụ trợ hô hấp nào nhảy vào bên trong nước biển. Nước biển lạnh,
Trương đại quan nhân khi nhảy vào trong nước, mưa rõ ràng so với vừa rồi thì lớn hơn rất nhiều, lặn xuống dưới nước, rất nhanh không cảm giác được mưa bụi dày đặc. Trương đại quan nhân lặn sâu xuống, nếu như không tu luyện đại thừa quyết, Trương Dương không thể vượt qua được cực hạn của cơ thể người. Lặn trong nước lâu như vậy, cho dù là thân thể hắn có thể thừa nhận được áp lực của nước biển thì hắn cũng không thể nín thở được bao lâu. Từ sau khi biết trong người mình có cổ độc, Trương Dương đối với tu luyện đại thừa quyết càng chuyên chú hơn, bên trong nước biển, hắn hoàn toàn bỏ qua phương thức hô hấp truyền thống, thông qua lỗ chân lông trải khắp toàn thân hấp thu chút dưỡng khí trong nước. Thị lực của Trương đại quan nhân tuy rằng rất tốt, nhưng trong nước biển tối đen vẫn phải mượn đèn pin lặn để phân biệt cảnh vật chung quanh. Một bầy cá bơi qua người hắn, chúng không hề sợ người, ngạc nhiên nhìn người xâm nhập mặc quần bơi. Trương đại quan nhân không có tâm tình để chơi với đàn cá này, tiếp tục lặn, thông qua đồng hồ Triệu Thiên Tài lâm thời cho hắn mượn để quan sát độ sâu. Trương đại quan nhân đã tiến vào được nước 200 thước, dùng đèn pin chiếu xuống dưới, khiến hắn kinh hỉ là chiếc tàu ngầm đó vẫn nằm dưới nước, sóng thần của Bắc Cảng lần trước hiển nhiên không ảnh hưởng tới tàu ngầm. Trương đại quan nhân bơi nhanh về phía tàu ngầm, lúc trước hắn và Kim Mẫn Nhi dùng chiếc tàu ngầm này để thần không biết quỷ không hay rời khỏi Nam Triều Tiên, vốn cho rằng chiếc tàu ngầm này đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, sẽ vĩnh viễn ngủ say sâu dưới, đáy biển nhưng không ngờ còn có một ngày có thể mang tới tác dụng. Trương Dương cuối cùng tiếp cận tàu ngầm, dựa theo phương pháp Triệu Thiên Tài dạy cho hắn, mở cửa khoang thuyền tầng ngoài, đổi thành người thường, căn bản không thể dùng tay hoàn thành công tác như vậy. Phải biết rằng dưới độ sâu này, áp suất của nước tạo thành trở ngại cực lớn, có điều những lực cản này không làm khó được Trương đại quan nhân. Ngũ Đắc Chí và Triệu Thiên Tài hai người đều đứng trên cano, tuy rằng mưa càng lúc càng lớn, hai người không hề có ý tránh mưa, chuyên chú nhìn mặt nước. Ngũ Đắc Chí nhìn đồng hồ, 10 phút rồi. Người thường không thể nín thở lâu như vậy. Triệu Thiên Tài nói, có chút lòng tin với hắn đi, hắn đâu phải là người bình thường. Chương 2273, tội và phạt 1. Không phải người bình thường mà Triệu Thiên Tài nói tuyệt không hề có ý xấu, hắn là có lòng tin đối với Trương Dương, năm đó hắn và Trương Dương cùng nhau từ Mỹ biến nguy thành an trở lại trong nước, đó không phải là chuyện chỉ bằng vào dũng khí là có thể làm được. Trương Dương làm việc ngoài mặt thì thoạt nhìn có chút xung động, nhưng trên thực tế năng lực ứng biến của hắn rất mạnh, dưới bất kỳ tình huống nguy hiểm nào cũng sẽ không đánh mất sự bình tĩnh, chính là nhờ tố chất vượt xa người thường mới có thể khiến hắn mỗi lần đều biến nguy thành an. Triệu Thiên Tài tin lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thời gian lại trôi qua thêm 20 phút, trên mặt biển vẫn không có động tĩnh, trời đã tạnh mưa, điều này cũng khiến họ nhìn được dễ hơn, ngay cả Triệu Thiên Tài cũng bắt đầu có chút dao động. Ngũ Đắc Chí lắc đầu, không nên đồng ý để hắn xuống. Người thường không thể dưới tình huống thiếu dưỡng khí mà sống lâu như vậy. Hắn không phải người thường. Giọng nói của Triệu Thiên Tài bắt đầu có chút thấp thỏm. Đúng lúc này, thiết bị điều khiển trong tay hắn bắt đầu có phản ứng. Ngũ Đắc Chí tuy rằng không thấy được tín hiệu trên màn hình máy tính, nhưng cũng đã nhìn thấy mặt biển phía trước cách đó không xa có động tĩnh. Không bao lâu sau liền nhìn thấy nước biển bên kia tách ra từ giữa. Cano sóc nảy kịch liệt, lưng màu đen của tàu ngầm giống như cá lớn trồi lên mặt nước. Đợi cho sau khi sóng bình ổn, hai người lập tức đưa cano lại gần, rồi trước sau nhảy lên tàu ngầm. Trương đại quan nhân mở nắp tàu ngầm, lộ ra nửa người trên để chân, tuét miệng cười nói, thứ này không ngờ còn có thể hoạt động. Ngũ Đắc Chí và Triệu Thiên Tài rất cẩn thận đi tới, dưới sự trợ giúp của Trương Dương lách vào trong khoang thuyền, Trương Dương một lần nữa đóng nắp phía trên lại, có Triệu Thiên Tài ở đây, hắn đương nhiên không cần đảm đương người điều khiển. Trình độ của Triệu Thiên Tài ở phương diện máy móc tuyệt đối là đứng đầu. Sau khi kiểm tra nhanh chóng tàu ngầm, Triệu Thiên Tài kinh hỉ phát hiện tàu ngầm không ngờ không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn mỉm cười nói, tất cả bình thường, vận tốc mặt nước 14 tiết, tiềm hàng 10 tiết, có ống ngư lôi, vũ khí dưới nước đầy đủ mọi thứ, đúng là chim sẻ tuy nhỏ những ngũ tạng đủ cả. Ngũ Đắc Chí nói, Trương Dương à Trương Dương, anh làm việc luôn khiến cho người ta bất ngờ, không ngờ ở trong hải vực Bắc Cảng giấu một chiếc tàu ngầm. Khi nào kiếm một cái hàng mẫu tới lái chơi. Trương đại quan nhân lúc này cũng không có tâm tư để nói đùa, hắn vỗ vỗ vai Triệu Thiên Tài, thuyền trưởng, tối nay chúng ta làm một cuộc hành động u linh, mục tiêu là bãi đá ngầm, nhiệm vụ giải cứu Tang Bối Bối. Tang Bối Bối ở trên thuyền đánh cá, ánh mắt của cô ta trống rỗng và yêu thương, tựa hồ đột nhiên người ta rút đi sinh mệnh, tuy rằng cô ta vẫn còn sống, nhưng cô ta cảm giác thanh xuân của mình, tình cảm của mình đã theo Trương Dương đi rồi. Cô ta hối hận vì lúc trước đã đối đãi với Trương Dương như vậy, nhớ lại đoạn thời gian cô ta và Trương Dương ở chung, cô ta thậm chí không nhớ nổi mình có lúc nào đối đãi ôn nhu với hắn.
Bãi đá ngầm giống như một con dã thú nằm sấp trên mặt biển, dưới tầng mây ảm đạm hình dáng của con dã thú này vô cùng mơ hồ, khiến cho người ta cảm thấy có chút thần bí. Tang Bối Bối cảm thấy hai mắt mình đã ươn ướt, không chỉ có nước mắt, còn có cả nước mưa, mưa đêm lại đổ. Thuyền đánh cá sóc này trong sóng biển, cô ta hai tay bị còng ra sau lưng, nhưng cũng may bọn cướp không treo cô ta lên cột buồm. Hai tên cướp đưa Tang Bối Bối lên đầu thuyền, Nghiêm Quốc Chiêu đang đứng đó, trong mưa gió và sóng biển để lại cho người khác một bóng dáng kiên cường và cao ngất. Tang Bối Bối hiện tại mới hiểu được, mình đã bị người ta giao cho Nghiêm Quốc Chiêu, cô ta từ tù binh của An Đạt Văn biến thành An Đạt Văn của Nghiêm Quốc Chiêu. Nghiêm Quốc Chiêu xoay người, thân thể hắn loạng choạng theo sóng, có điều vẻ mặt kiên nghị vẫn không lộ ra nửa phần mưa gió đối với mưa gió, hắn mỉm cười nhìn Tang Bối Bối, cô khỏe chứ? Tang Bối Bối lạnh lùng nhìn hắn, đổi thành anh ở cảnh ngộ của tôi, anh sẽ cảm thấy khỏe được không? Nghiêm Quốc Chiêu cười vô cùng vui vẻ, hắn châm một điếu xì gà, gió biển thổi mùi khói thuốc vào mũi Tang Bối Bối, Tang Bối Bối không chịu nổi mùi thuốc, ho khan. Nghiêm Quốc Chiêu nói, cô hận Trương Bích Quân như vậy là vì cô ta đã giết chết anh cô. Tang Bối Bối không để ý đến hắn. Nghiêm Quốc Chiêu nói, Triệu Quân là đặc công ưu tú, khi tôi ở Quốc An từng huấn luyện hắn. Tang Bối Bối nói, anh và cô ta, tất cả là phản đồ. Nghiêm Quốc Chiêu cười ha ha, lắc đầu nói, tôi biết, cô vẫn luôn đang tận sức sưu tập chứng cứ phạm tội của cô ta, cho nên mới tìm tới tôi, muốn thông qua tôi để nắm giữ một số chứng cứ, cô có nghĩ tới hay không, mục đích của cô không phải vì lợi ích của quốc gia, cô là vì mình, cô là vì báo thù, cừu hận nhất dễ dàng khiến một người mất đi lý trí, cô căn bản không phân rõ đúng sai, không nhìn rõ thị phi. Tang Bối Bối nói, đám người này các anh tất cả đều như nhau, ngoài mặt thì đạo mạo nhưng bên trong đều là hạng dối trá. Các anh ngay cả lợi ích của quốc gia cũng có thể bán đứng, căn bản không có lương chi. Nghiêm Quốc Chiêu cười một tiếng, lúc này hắn nhìn thấy đèn ở xa xa, một chiếc du thuyền đang chậm rãi lái về phía bên này. Nghiêm Quốc Chiêu nói, có người đến đón cô. Du thuyền rất nhanh đã tới gần thuyền đánh cá này, Nghiêm Quốc Chiêu sai người đưa Tang Bối Bối xuống thuyền bé. Hắn nhìn thấy Trương Bích Quân ở trên sàn tàu đối diện, Trương Bích Quân cầm dù đứng đó, gật đầu về phía hắn. Bởi vì khoảng cách quá xa, Nghiêm Quốc Chiêu không nhìn rõ dung nhan của cô ta, phả ra một làn khói, phất phất tay với Trương Bích Quân, Nghiêm Quốc Chiêu đi vào khoang điều khiển, điện thoại bấm số của Trương Bích Quân. Sau khi Trương Bích Quân bắt máy, nói khẽ An Đạt Văn đâu? Nghiêm Quốc Chiêu nói, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, đáp ứng giao Tang Bối Bối cho chúng ta. Trương Bích Quân nói, hắn đang chơi tôi, bảo tôi từ kinh thành xa xôi tới chỉ là để ngắm cảnh biển của Bắc Cả Ngư. Nghiêm Quốc Chiêu nói, hắn nói giao Tang Bối Bối cho cô để biểu đạt một chút thành ý, bảo tôi chuyển cáo với cô, 11 giờ sáng ngày mai gặp cô ở Long Uyên Các, Vịnh Thất Thải, Bạch Đảo. Trương Bích Quân nói khẽ thành ý ư, đây là cái hắn gọi là thành ý ư. Nghiêm Quốc Chiêu lại nói, Tang Bối Bối giao cho cô. An Đạt Văn để tôi ứng phó. Trương Bích Quân không tiếp tục nói chuyện, ánh mắt của cô ta nhìn chăm chú về phía trước, Tang Bối Bối đã bị người ta từ thuyền nhỏ mang lên du thuyền. Hai chiếc thuyền, chúng ta đối phó với cái nào? Triệu Thiên Tài nói với Trương Dương ở bên cạnh, bọn họ điều khiển tàu ngầm loại nhỏ đang ẩn mình phía chính bắc của thuyền đánh cá và du thuyền. Ngũ Đắc Chí thông qua kính tiềm vọng quan sát động tĩnh phía trước, hắn nói khẽ có một chiếc cano từ thuyền đánh cá lên du thuyền, người bị áp giải lên du thuyền kia chắc là Tang Bối Bối. Trương Dương nói, tôi đi theo du thuyền để cứu người, hai người các anh thì đánh chìm thuyền đánh cá. Triệu Thiên Tài nói, chìm xuống không dễ đâu, nhưng nếu như đánh hạ thì hình như không cần tiêu phí khí lực quá lớn. Chương 2274, tội và phạt 2. Ngũ Đắc Chí nói, mau hành động đi, thời gian lưu lại cho chúng ta cũng không nhiều đâu. Hắn và Trương Dương đi tới cửa khoang thuyền, Trương Đại Quan Nhân thay đồ lặn, qua cửa sổ mạn tàu ra hiệu ok với Ngũ Đắc Chí. Ngũ Đắc Chí đóng chặt cửa bên trong, mở cửa bên ngoài. Nước biển rất nhanh bao phủ thân thể Trương Dương, cửa khoang thuyền bên ngoài được mở ra, Trương Đại Quan Nhân dưới sự trợ giúp của máy đẩy mạnh loại nhỏ nhanh chóng bơi tới phía dưới du thuyền. Trương Bích Quân sai người đưa Tang Bối Bối vào trong khoang thuyền, cô ta xua tay, ra hiệu cho người khác rời đi, tới trước tủ rượu rót một chén rượu vang, sau đó tới trước mặt Tang Bối Bối, nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô ta, giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô ta vậy. Tang Bối Bối không chút úy kỵ nhìn lại. Trương Bích Quân nhẹ giọng thở dài, tôi vẫn luôn đối đãi với cô như con gái ruột. Tang Bối Bối lạnh lùng nói, cô cũng coi anh tôi như con trai ruột,
nhưng cô lại giết anh ta. Trương Bích Quân nói, bởi vì hắn phản bội tôi trước, cô cũng vậy. Tang Bối Bối nói, cô chỉ có một đứa con gái ruột, cô ta tên là Trương Duệ Dung. Trương Bích Quân nhấp một ngụm rượu vang, cô ta không hề bị kích thích, trong mắt cô ta tính mạng của Tang Bối Bối đang nằm trong lòng bàn tay mình, lần này Tang Bối Bối bất kể là như thế nào cũng trốn không thoát. Tang Bối Bối nói, cô ta là con của cô với ai? Trương Bích Quân mỉm cười nói, có liên quan tới cô à? Tang Bối Bối nói, cô sẽ không để Teseof sống để nhìn thấy Thái Dương ngày mai, nếu tôi sắp chết rồi, cô cần gì phải tiếc rẻ một câu nói thật với tôi? Trương Bích Quân nói, đối với người hẳn phải chết, bất kỳ chân tướng gì cũng không quan trọng. Tang Bối Bối nói, chân tướng chính là, cô vẫn luôn mai phục trong tổ chức, bán đứng đồng chí, bán đứng lợi ích quốc gia, cô thông qua Nghiêm Quốc Chiêu cấu kết với Võ Trực Chính Giã, cô lợi dụng bối cảnh và điều kiện của bản thân, kiếm tiền tài bất nghĩa, thậm chí không tiếc cấu kết với tổ chức xã hội đen nước ngoài. Trương Bích Quân cười ha ha, nói, sức tưởng tượng của cô thực sự quá phong phú. Tang Bối Bối nói, còn nhớ cái đĩa đó không? Trương Bích Quân nói, cô theo tôi lâu như vậy, chẳng lẽ không hiểu rõ tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp ư? Tang Bối Bối nói, cô không phải ghét, mà căn bản là sợ, không làm chuyện đuối lý không sợ quỷ gõ cửa, làm quá nhiều chuyện đuối lý, sợ mình về sau không được chết tử tế có đúng không? Trương Bích Quân nói, Bối Bối à Bối Bối, cô quên là tôi một tay bồi dưỡng cô, là tôi trọng dụng cô, nếu như không có tôi, cô đã chết từ lâu rồi. Vì sao trong lòng cô luôn thù hằn tôi đến vậy, sao không có một chút cảm kích nào với tôi? Tang Bối Bối nói, cô không xứng. Trương Bích Quân gật đầu, cô ta đặt chén rượu lên tủ, mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng, sau đó chậm rãi lắp ống giảm thanh. Tang Bối Bối vẫn nhìn cô ta. Trương Bích Quân nói khẽ, nếu như cô cảm thấy sợ thì có thể nhắm mắt lại. Tang Bối Bối lắc đầu, cảm thấy sợ cô ư, đúng là nực cười. Tôi bỗng nhiên phát hiện cô so với trong tưởng tượng của tôi thì yếu đuối hơn nhiều, đúng rồi, nhiều năm như vậy, cô một mình nuôi con à? Cha của con gái cô vì sao không công khai quan hệ của các người? Nhiều năm như vậy, hắn vì sao muốn trốn tránh? Tôi hiểu rồi, nữ nhân như cô căn bản không thể có tình yêu thực sự. Trên mặt Trương Bích Quân lộ ra vẻ tức giận, cô ta giơ súng trong tay lên. Nhưng cô ta chưa kịp nhấn cò thì liền nghe thấy một tiếng choang. Trương Bích Quân ngây ra một thoáng, nhưng cô ta cơ hồ lập tức phản ứng, nhanh chóng ngã xuống đất, đạn dày đặc như mưa trút xuống du thuyền, thủy tinh trên du thuyền bắn cho bay tán loạn chung quanh, trên thảm trong chốc lát đã trải một tầng mảnh vụn dày cộp. Trương Bích Quân hất mảnh vụn thủy tinh trên người, giơ súng lên tìm kiếm Tang Bối Bối, tốc độ phản ứng của Tang Bối Bối so với Trương Bích Quân còn mau lẹ hơn, cô ta nhấc chân đá bay súng trong tay Trương Bích Quân. Trương Bích Quân bất chấp vụn thủy tinh, lao lên trước. Vồ lấy súng lục rơi trên sàn. Tang Bối Bối lại một cước đá vào sườn phải Trương Bích Quân. Trương Bích Quân bị cô ta đá trúng một cước, cố nén đau đớn, cuối cùng thành công tóm được súng, cô ta giơ súng bắn về phía Tang Bối Bối, Tang Bối Bối như cả nhảy, trốn ra sau tủ rượu, trên tủ rượu lưu lại một dãy lỗ đạn, không ít bình rượu bị bắn nát, rượu màu đỏ bắn ra khắp nơi, trông ghê rợn như máu vậy. Bên ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng kêu thảm, Trương Bích Quân cắn môi. Một phen tranh đấu vừa rồi khiến tóc của cô ta đã tán loạn, hơi thở cũng không ổn định, tiếng súng dày đặc khiến Trương Bích Quân ý thức được một sự thật đáng sợ. Mình bị bán đứng rồi, người bán đứng cô ta chính là Nghiêm Quốc Chiêu, tối nay An Đạt Văn căn bản không hiện thân, tất cả đều là Nghiêm Quốc Chiêu tạo ra, hắn lợi dụng tâm lý nóng lòng muốn trừ bỏ Tang Bối Bối của mình, tuyên bố An Đạt Văn muốn gặp mặt cô ta, dụ mình tới mặt biển mênh mông này. Trên thuyền đánh cá, một gã nam tử khiêng ống phóng rocket nhắm vào du thuyền phía trước. Hắn nhấn cò, đạn hỏa tiễn giống như một con rồng lửa bay thẳng vào du thuyền. Đạn hỏa tiễn bắn trúng phần trước của du thuyền, vụ nổ với cực lớn uy lực cơ hồ phá hủy toàn bộ khoang điều khiển của du thuyền. Thân thể của Trương Bích Quân và Tang Bối Bối trong va chạm kịch liệt đều bay ra như lá rụng, va lên một vách tường khác. Du thuyền bắt đầu nghiêng về phía bên phải, nước biển lạnh như băng nhanh chóng tràn vào khoang thuyền. Trương đại quan nhân nhìn thấy ánh lửa trên đỉnh đầu, mặc dù ở trong nước. Hắn vẫn cảm thấy được vụ nổ vừa rồi, hắn nhanh chóng bơi lên, không ngừng tiếp cận thân tàu khổng lồ trên đỉnh đầu. Hơn phân nửa thân thể của Tang Bối Bối và Trương Bích Quân đều đã chìm vào trong nước, sự mềm dẻo của thân thể của Tang Bối Bối đã giúp cô ta, khiến cô ta ở trong nước thành công vòng tay bị còng từ sau ra trước. Du thuyền chìm xuống với tốc độ kinh người, Trương Bích Quân vừa bơi ra bên ngoài khoang thuyền vừa giơ súng lên bắn Tang Bối Bối.
Tang Bối Bối vai cảm thấy tựa hồ như bị muỗi, sau đó nửa người tê dại, máu của cô ta lan ra trong nước biển, hệ thống điện lực của du thuyền hoàn toàn bị phá hoại, bên trong trở nên tối om. Bóng tối giúp Tang Bối Bối tránh được những phát bắn sau đó của Trương Bích Quân. Bộ phận còn trồi lên mặt biển của du thuyền bắt đầu bốc cháy, ánh lửa chiếu sáng cả một mảng hải vực chung quanh. Tang Bối Bối nhìn thấy Trương Bích Quân phía trước đã đeo máy thở, từ lỗ hổng của du thuyền bơi ra ngoài, Tang Bối Bối toàn lực đuổi theo. Trương Bích Quân vừa ly khai du thuyền liền nghe thấy tiếng đỏ của sắt thép phía sau, đây là thanh âm bộ phận thân tàu của du thuyền bởi vì không chịu nổi áp suất nước mà sinh ra, cô ta không dám quay đầu lại, khi du thuyền hoàn toàn chìm vào mặt biển thì hình thành, nếu như bị cuốn vào lốc xoáy này thì chỉ sợ không có cơ hội chạy trốn. Trương Bích Quân cảm thấy một loại nguy hiểm đang tới gần, cô ta quay đầu đi, nhìn thấy một bóng đen ở tới phía sau người cô ta, vào khoảnh khắc Trương Bích Quân quay đầu lại, Tang Bối Bối đã đuổi kịp cô ta. Hai tay tóm lấy máy thở của Trương Bích Quân, giật đứt ống dưỡng khí. Chương 2275, tội và phạt 3. Trương Bích Quân rú mã tấu, nhanh như tia chớp đâm vào cổ họng Tang Bối Bối. Cô ta tuy rằng đã dùng hết toàn lực, nhưng động tác của cô ta vẫn bởi vì sức nâng của nước biển mà trở nên chậm rãi. Hai tay Tang Bối Bối tóm lấy cổ tay cô ta, ý đồ giật lấy mã tấu. Hai tay cô ta bị còng, ở trong nước đã rất chịu thiệt rồi. Tay phải Trương Bích Quân bị cô ta tóm lấy, nhưng tay trái ở trong nước lại bóp lấy cổ Tang Bối Bối. Bác đấu sinh tử dưới nước kinh tâm động phách, trên nước cũng không kém chút nào. Bộ phận trồi lên mặt nước của du thuyền lại bị đạn hỏa tiễn bắn trúng, một kích này đã triệt để tuyên cáo du thuyền chính thức chìm nghỉm, thân thuyền hoàn toàn biến mất dưới mặt biển, chỉ có dầu phân tán trên mặt biển vẫn đang cháy, có một số thuyền viên may mắn thoát ra được đang chìm nổi trên mặt biển. Nghiêm Quốc Chiêu nhìn ánh lửa trên mặt biển, bỗng nhiên thở dài, giết chóc vẫn chưa kết thúc, thủ hạ của hắn nhắm vào PP mấy người sống sót mà bắn không ngừng. Lực lượng của Tang Bối Bối rõ ràng bắt đầu yếu đi, tay cầm đao của Trương Bích Quân đã giành lại tự do, cô ta vung mã tấu đâm vào ngực Tang Bối Bối. Khoảnh khắc mũi đao sắp đâm trúng Tang Bối Bối thì một khẩu súng bắn cá bắn tới, xuyên thủng tay cầm đao của Trương Bích Quân, Trương Bích Quân đau đến mức mở to hai mắt, nhìn thấy ở đằng xa một người mặc đồ lặn đang bơi tới. Đúng lúc này Tang Bối Bối đột nhiên tỉnh táo lại, cô ta dùng hết lực lượng toàn thân tóm lấy cổ tay phải của Trương Bích Quân, bẻ ngược lại, đoạt được mã tấu rồi hung hăng đâm vào cổ họng Trương Bích Quân. Trương Bích Quân ngửi thấy mùi máu tươi dày đặc, sau đó cô ta há miệng, nước biển trộn với mùi máu ùa vào trong miệng mũi của cô ta tóm lấy Tang Bối Bối, đòn tuyệt sát chí mạng vừa rồi đã hao hết tất cả lực lượng của Tang Bối Bối, cô ta thậm chí không thể thoát khỏi sự trói buộc của Trương Bích Quân. Thân thể của hai người quấn chặt lấy nhau rồi chìm xuống đáy biển. Khóe môi Tang Bối Bối phát ra nụ cười thỏa mãn, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi, cô ta giống như nhìn thấy bầu trời tràn ngập ánh sáng, mặt biển xanh thẳm tĩnh lặng, bờ cát mênh mông, còn có một khuôn mặt ấm áp như ánh mặt trời. Nghiêm Quốc Chiêu sai người kiểm tra từng xác chết nổi lên mặt biển, khiến hắn kinh hỉ là, thi thể của Trương Bích Quân rất nhanh đã được tìm thấy, xác định Trương Bích Quân chết đi, hắn mới hạ lệnh cho thuyền đánh cá rút khỏi nơi này. Hắn cũng không để ý tới sự sống chết của người khác, Trương Bích Quân mới là mục tiêu hàng đầu hắn phải đối phó. Trương Dương ôm Tang Bối Bối đi lên bãi đá ngầm, ôm thân thể lạnh như băng của cô ta, vừa ấn ngực cô ta vừa làm hô hấp nhân tạo, thông qua thiết bị truyền tin, Trương Dương bảo Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Chí điều khiển tàu ngầm theo dõi chiếc thuyền đánh cá đó, tra xem bọn họ rốt cuộc là đi về phía nào, tạm thời đừng áp dụng hành động. 3 phút sau, Tang Bối Bối cuối cùng cũng có phản ứng, cô ta ho khan kịch liệt. Ngồi dậy, phun ra mấy ngụm nước đục, nôn một lúc cho tới khi trong ruột không còn gì mới vô lực tựa vào ngực Trương Dương, thấp giọng bật khóc, kiếp hậu trùng sinh, cô ta vốn nên cười mới đúng, cũng không biết vì sao, cô ta lại muốn khóc. Trương đại quan nhân biết nơi này không thể ở lâu, nói không chừng bên này bắn nhau đã kinh động tới đội tuần tra bờ biển, hắn thấp giọng thì thầm với Tang Bối Bối trước tiên rời khỏi nơi này đã. Tang Bối Bối gật đầu. Trương Dương cởi trang phục lặn cho cô ta mặc. Cong cô ta một lần nữa trở lại bên trong nước biển, khởi động mấy đẩy khí loại nhỏ. Vùng bãi đá ngầm này có rất nhiều đảo nhỏ, Trương Dương trước đó ở trong tàu ngầm đã nghiên cứu với bọn Triệu Thiên Tài về hải đồ chung quanh, trước chuyện đã chọn đảo Lộc Nham cách bãi đá về phía đông nam 7 hải lý làm nơi đặt chân lâm thời, cũng xác định nơi này sẽ là điểm tập trung cuối cùng của bọn họ. Khác với bãi đá ngầm, đảo Lộc Nham to hơn gấp đôi, nơi này không chỉ có đồi núi cây cối, còn có đầm nước ngọt có thể uống. Mãi cho tới cuối những năm 70 trên đảo vẫn có quân chút đóng, về sau bởi vì nơi này không còn ý nghĩa chiến lược,
cho nên vứt bỏ, trên đảo núi đá đầy rẫy, không có đồng bằng, hơn nữa cách Bắc Cảng quá xa, cho nên từ sau khi quân đội rút đi thì liền bỏ hoang, không có người ở. Trương Dương ôm Tang Bối Bối đi lên đảo Lộc Nham, hắn liếc một cái liền nhìn thấy một căn nhà đá xây ở giữa sườn núi, chắc là nơi năm đó đóng quân. Tới nhà đá, phát hiện bên trong toàn là bụi bặm, căn bản không thể ở. Tang Bối Bối nói, nghỉ ngơi ở bên ngoài đi. Máu cô ta tuy rằng đã được Trương Dương cầm cho rồi, nhưng sau khi vết thương bị ngấm nước biển, vô cùng đau đớn. Trương Dương ôm cô ta tìm một hốc để tránh gió, bảo Tang Bối Bối chờ một lát, quay lại nhà đá rút ván giường mang vào trong hốc đá để đánh lửa. Tang Bối Bối tựa vào vách đá, lặng lặng nhìn nhất cử nhất động của Trương Dương, vẻ mặt ngọt ngào mà an tường. Trương đại quan nhân sau khi đốt lửa thì tới bên cạnh cô ta, mỉm cười nói, nhà đầu, tôi phải giúp cô lấy đầu đạn ra, cho nên, có phải là nên vén một chút cho tôi nhìn không? Tang Bối Bối thở dài, một câu rất tốt mà sao nghe anh nói là như muốn chiếm tiện nghi của người ta vậy? Trương đại quan nhân nói, nếu nói tới chiếm tiện nghi thì vừa rồi ở bãi đá tôi đã chiếm không ít rồi. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi Trương Dương giúp mình làm hô hấp nhân tạo, mặt Tang Bối Bối không khỏi nóng lên, liên tưởng tới những kinh lịch mà họ quen nhau, nếu như không phải nhờ Trương Dương, cô ta căn bản không sống được tới bây giờ. Tang Bối Bối cởi đồ lặn, Trương Dương tóm lấy tay cô ta, tống một cỗ nội lực vào, Tang Bối Bối vốn vì gió biển mà cảm thấy rét lạnh, lập tức cảm thấy một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Trương Dương xé áo ở vai phải của Tang Bối Bối, nhìn thấy trên vai của cô ta có một vết đạn rõ ràng, chung quanh vết đạn bởi vì ngấm bởi vì đã trở nên trắng bệch. Trương đại quan nhân chậc chậc cảm thán nói, thế này về sau sẽ để lại sẹo lớn đây, không mặc đồ hở vai được rồi. Tang Bối Bối, nói anh ít nói nhảm thôi, tôi mặc quần áo loại này lúc nào? Cô ta đưa dao cho Trương Dương, nói, lấy ra giúp tôi. Trương đại quan nhân nói, thật sự là không xuống tay được. Tang Bối Bối nói, đừng lăng nhăng, đầu đạn ở trong cơ thể tôi càng lâu thì nguy cơ nhiễm trùng càng lớn, anh cứ xuống tay đi, tôi không trách anh đâu. Trương đại quan nhân nói, hay là tôi giúp cô hút ra nhé. Tang Bối Bối gắt cút, tôi không muốn miệng anh chạm vào người tôi. Trương đại quan nhân cười nói, không cần chạm, tôi nào có nói là dùng miệng, tôi dùng tay lấy ra đó. Tang Bối Bối đỏ mặt, anh có thể sử dụng tay để hút đạn ra ư? Trương Dương gật đầu nói, tóc dài thì kiến thức ngắn, cô quen tôi lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không biết trên đời này có một loại công phu tên là hấp tinh đại pháp ư, đừng nói viên đạn, tôi chỉ cần nguyện ý thì ngay cả ngũ tạng lục phủ của cô cũng hút ra được. Tang Bối Bối gắt, anh hận tôi vậy à? Chỉ muốn tôi chết đi à? Bàn tay ấm áp của Trương đại quan nhân đặt lên vai cô ta, chỗ da thịt chạm vào đã có chút nóng lên, Trương Dương nói, này, tôi lại cứu cô một lần nữa rồi đấy, cô định báo đáp thế nào? Tang Bối Bối nói, tôi đâu mong anh cứu tôi, là anh tự mình phạm tiện. Trương đại quan nhân mỉm cười nói, lấy thân báo đáp, cân nhắc thử đi. Tôi nhổ vào, a. À. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 233.